Xin chào các bạn. Anh đều lấy nước xong rồi bật lại còn đầu đi. Đây, xin chào tất cả mọi người. Vừa mới lên phát đã 4 người like rồi, trái nghỉ nào. Cô Mama, Liễu Châu Sa, Hồ Dương Anh, Phương Phương kìa. Xin chào tất cả mọi người. Chẳng là 3 mùa 2 đông lắm đây. Tối nay chúng ta sẽ livestream dự kiến là trong vòng bao nhiêu phút nhỉ? Có lẽ khoảng 1 tiếng 20 phút, 1 tiếng 30 phút gì đấy đúng không? 40 phút đầu chúng ta sẽ cùng nhau học về gì nhỉ? Chữa đề N3, còn 40 phút sau thì sẽ dành các bạn N2 nhé. Cô Mau à, Jule, rồi Thanh Nguyễn này. Hôm nay mọi người nhìn có rõ không? Có bị nhìn thử chữ xem nó có bị mờ nữa không? Hôm nay đã cho chữ phóng to hơn gấp đôi mọi ngày rồi đúng không nào? Song Ngư kìa, Phú Quang Phạm, Phạm Quang Phú này, Tuấn Tít này, Hương Nobi này. Mọi người thấy hôm nay mình mặc áo này đẹp không? Hai người áo kẻ khỏe áo. Hôm nay là thứ mấy anh? Hôm nay là thứ 5. Hôm nay là thứ 5. 5 rồi. Hôm nay ok lắm cô ạ. À cô ạ. Sensei konbanwa, hay konbanwa Trần Anh. Yến Nguyễn Lê Thái kìa, nhìn quá rõ luôn ạ. Rồi. Hôm qua mình vừa mới quay clip với chim sẻ nắng sao? Vớ được bạn chim sẻ về quay. Dạy chim sẻ học tiếng Nhật. Cả buổi chiều. Sắp đi học tiếng, sắp đi Nhật mà. Nốt đề xin gì rồi. Chia sẻ sao rồi thầy? Chia sẻ về tổ rồi. Tối mai sẽ đăng clip. Ok. Tối mai à? Chắc là tối mai. Cô thì lúc nào chả cười. Cười hầm 10 cái răng. Nguyễn Quang Ngọc. Hay. Màu trắng ui lên nhanh. Đây đề của mình hôm nay kìa. Đề của mình hôm nay đây. Đây là đề của N3 luôn rồi đấy mọi người. Hay. Còn cái N3 ngày hôm trước chẳng ghi ra. N3 ngày hôm trước thì các bạn vào trong mà ngày hôm trước thì các bạn xem đáp án mình để trong đấy rồi. Mua đi. Chỗ nào? Đấy, vẫn trong N3 này. Chắc tăng bằng màn. Thế thì đấy làm gì tí nữa ấy. Hôm trước mình cùng nhau làm một cái đề N3 đúng không? Nhưng mà vì tuần trước quá là dài, thế nên là mình vẫn còn một nửa nữa chưa làm. Nên là gì nhỉ, có một cái phần coi như bài tập về nhà ấy, thì bọn mình không chữa hôm nay nữa, bọn mình sẽ up vào lên trang web, các bạn vào đấy xong rồi mình check đáp án nhá, xem mình làm được bao nhiêu câu. Còn hôm nay chúng ta bước sang một dạng đề mới, không còn sẽ rất là phí thời gian nếu mà chúng ta cứ quanh quanh ở một dạng đúng không nào, có mỗi 4 buổi học thôi nhỉ. Bắt đầu luôn không? Hay. 500 này. Chờ thêm một tí nữa nhá, chờ thêm tầm 700-800. Hôm nay không biết là có nhiều bạn học không nhỉ? Đấy, chắc là ít. Ít á? Thanh trên dây chưa đi hay sao mọi người? Thanh cô tháng thứ 4 rồi, bắt đầu ăn được nhiều rồi, cứ ăn được tí lại kêu đói, ăn được tí kêu đói. Bây giờ ăn sao thành như con lợn rồi. Chào hai sensei, chào Lê Văn Hùng, chào Lưu Minh Hiếu. Có ai ở Toyama kèn không? Toyama đứng nào nhỉ? Chẳng biết. Hay, mọi người nhìn rõ không? Chúng ta chuẩn bị bắt đầu rồi. 500 anh em rồi. Có ạ. Mấy phút rồi. Trực tiếp được 2 phút 3 giây. Sắp đấu hết N3, N2 chưa? Đúng rồi. N3, N2 học đến đâu rồi? Học xong để còn đi kiếm tiền đấy chứ. Nào bây giờ có bạn nào thích bấm like hay bấm tim thì bấm hết đi nhá, xong rồi tí nữa học thì đừng có bấm, tập trung vào làm bài tập đi nhá. Ok. Lưu ý ai mà còn bấm like bấm tim nữa thì đuổi ra. 600 rồi đấy. Bắt đầu đi. Bắt đầu được chưa mọi người? Học đi. Chào đôi vợ chồng trẻ. Chúc mừng hai sensei có em bé vui nhỉ, Nhưng mà lại chưa biết rõ con trai con gái nhỉ. Tôi nói cái gì? Kệ. Hajime masho. Ok. Bắt đầu rồi. Học nhá, đã gần 700 người rồi, mới lên được có 1-2 phút mà đã 700 người rồi. Chúng ta cùng nhau làm luôn, không có sẽ không để mất thời gian của các bạn nữa. Ok. Hay, rồi đầu tiên bao nhiêu bạn N3 thì giơ tay nhá, để chúng ta bắt đầu cùng nhau làm luôn. Mọi người vẫn làm như lần trước, chúng ta sẽ cùng nhau đọc. Xong đó rồi sẽ comment đáp án của mình vào. Bài lần trước là chúng ta học về môn đề số 3 trong bài thi ấy, trong dạng bài thi ấy. Môn đề số 1 chuyển sang môn đề 1, 2 là môn đề liên quan đến chữ Hán rồi. Thế còn hôm nay chúng ta sẽ sang phần môn đề số 4 nhỉ? Môn đề số 4, môn đề 4 là tìm từ đồng nghĩa. Cái từ mà người ta gạch chân ở bên trên á, thì chúng ta sẽ lựa chọn một trong 4 đáp án xem từ nào nó đồng nghĩa với từ gạch chân đấy. Được chưa nhỉ? Về cái bài này á, chỉ có cách là chúng ta biết nhiều từ vựng thì chúng ta sẽ làm được thôi. Rồi, đây đều là những cái bài mà gì nhỉ, thuộc đề ôn của bọn mình tham khảo từ rất là nhiều sách, từ rất nhiều quốc gia khác nhau. Thế nên là đều là đề mới hết, nên là các bạn chịu khó làm, bởi vì biết đâu đề ôn mà, chứ không phải đề thi đúng không? Thế nên biết đâu để trúng được câu nào nhỉ? Hai, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lên trên bảng. Hôm nay mình để 2 câu 1 thì không phải 5 câu 1 như hôm trước, và chúng ta sẽ cùng nhìn đến đáp án luôn nhé. 1 mấy 2 mấy nào? Kìa, 1, 1, 2, 2, 3 nhỉ? 1, 2, 2, 3. Cái này gì đấy? Đúng rồi. Em thu nó mà. Thu kéo xuống. Thu đấy. 1, 2, 2, 3. Mọi người nói xem nào. 1, 2, 2, 3. 1, 4. Sao đáp án lại khác nhau nhiều thế? Chào Phương Nhàn. Em Phương Nhàn này. Em trai chị cô Thanh vừa vào xong ấy. Em gái. Em gái. Nào, câu số 1 này. Ie no soto ga urusai no de mite mitara koutsuu jikou de gì nhỉ? Hito ga tatsusan azumatte iru. Chúng ta có từ urusai, từ này quá quen thuộc trong N3 rồi đúng không nào? Urusai là gì nhỉ? Ồn ào. Đúng rồi. Ầm ĩ rồi, đáp án sẽ là số 2. Đúng rồi, sawarashi đấy. Sawarashi. Nó cũng là ầm ĩ ồn ào đấy. Thấy chưa nhỉ? Số 1 thì không thể được. Tsumarana là gì nhỉ anh nhỉ? Chán. Chán. HD là đây. Và nigiyaka gì nhỉ? Và náo nhiệt, sôi động náo nhiệt, đúng nhỉ? Sôi động náo nhiệt. Còn cái từ urusai nó gần với từ sawarashi, bởi vì nó mang ý nghĩa hơi tiêu cực một chút đúng không? Hay, câu số 2 là các bạn nhìn đáp án mấy nào? 2 mấy đây? 2, 3, 2, 4 à? Sao nhiều bạn chọn 2, 3? 2, 3 nhiều. 2, 3, ok. Đáp án của chúng ta đáp án số 3. Yes. Ankista là Anki là học thuộc lòng. Anki là ghi nhớ thuộc lòng đúng nào? Nên chúng ta sẽ có câu số này là oboe được nhá. Oboe ta. Bên kia không phải là nata hoặc sudeta không phải rồi. Mọi người có cần gì nhỉ? Dịch nghĩa ở câu không? Không cần thiết, những câu này dễ mà. Shiken no mai ni de của Ankista. Học thuộc lòng hết tất cả. Hết tất cả những cái mẫu câu nhá, câu văn, được chưa nhỉ? Ok. Wow. Yeah. Yes. Rồi. Tiếp. Shinsei no sampuru o okutta. Nào, câu số 3, câu số 4 đáp án mấy nào? Nhanh như đánh lô tô luôn nào. Câu số 3. Rồi, câu số 3 nào. Sampuru. Ok. Rồi, đứa nào hỏi N2, N2 chờ 10 mấy 3 phút nữa nhá. Nào, các bạn điền đáp án này mấy nào? 3, 4 à? N2 thì cũng vào N3 học đi, tại vì có nhiều từ liên quan đến N2 lắm. Rồi 3, 4, 4, 1 này, xong Ngư, Ngọc Như là 3, 4 này, 3, 4, 4, 1. Mọi người đều điền 4 và 1 hết anh. Đúng không? 4 và 1. 4 đúng rồi. Xin mời thầy giáo cho đáp án nào. Đáp án 4 của chúng ta. Chữ này đọc là gì nhỉ anh nhỉ? Em xin lỗi. Rồi, kệ nó. Số 4. Chữ này đọc là gì nhỉ? Mihong. Mihong. Và chữ này chiwi. Chiwi, chúng ta có câu số 1 nhá. Shinseihin no sampuru okutte kudasai. Sampuru là mẫu á. Đúng rồi. Của hàng mẫu á. Hãy gửi cho tôi hàng mẫu đến đúng không? Thì chúng ta có từ mihong. Nhớ từ này nhá, từ này gặp rất nhiều bên Nhật. Đọc từ Hán à? Sidio. Ok, sidio tài liệu. Nedan giá cả. Cô cự là gì nhỉ? Quảng cáo nhá. Tiếp theo. Michio wataru toki wa kuruma ni kyochiketa hou ii desu yo. Rồi dễ rồi. Chú ý đúng không? Ai cũng biết. Chữ Hàn Quốc này, chiushi này. Chiushi là gì đấy? Chiushi là hoãn hủy nhá. Hủy hủy bỏ. Kankeshita. Kanshinshita. Kanshin là cảm động. Cái gọi từ cảm động cảm kích đúng không? Kanshi là cảm phục. Không phục nhá. Kando mới là cảm động đúng không? Đây Kanshi là không phục. Rồi. Ok. Mọi người thấy học như này có bị nhanh quá không? Rồi. Nhưng mà tôi hỏi thử, học thử 4 câu rồi chúng ta thấy có nhanh quá không nhỉ? Chữ đề là phải nhanh này. Chữ đề như này nhá, hay thế nào? Để hỏi thử ý kiến các bạn thế nào. Cứ tiến hành đi. Nhớ đâu các bạn bảo là nhanh. Có coi mà. rưỡi. Ok, đó. Chúng nó vào đây. Nhanh. Nhanh gì? Không nhanh. Đâu. Không nhanh. Như thế ok, ok. Rồi, chúng ta tiếp theo. Chúng ta sẽ theo tốc độ này trong suốt bài giảng ngày hôm nay nhé mọi người nhé. Mọi người cố gắng nhìn nhanh bởi vì cái này là cho hẳn trước cả bài để làm nhà rồi đúng không nào? Ok, chúng ta bắt đầu. Tiếp theo. Hai. Trước này chân của chúng ta yokonda. Các bạn vào đại học mình gốc ta to kite. Minna yokonda. Tất cả mọi người đều vui. Vui thì là gì đây? Vui là gì nhỉ? Yokonda, yokonda đáp án số mấy? Số mấy nào? Ure. Ureshikatta. Ureshikatta. Ureshikatta, không phải katta. Câu số 5 mọi người điền. Ôi sao có bạn đã điền đáp án 2 này? Lê Thái đáp án 2 à? Còn mọi người chọn đáp án mấy? Câu 5 đáp án mấy nhỉ? Đáp án 1 chứ đúng không nào? Sẽ đến những cái bạn mà học từ N4 đến N3 chúng ta sẽ rất hay bị nhầm từ ureshi và từ tanoshi, mặc dù bản thân mình qua livestream đã giải thích đến mấy chục lần rồi. Tanoshi là gì nhỉ? Ví dụ Jugyo Tanoshi. Không khí. Không khí hay là gì nhỉ? Party ga Tanoshi là gì nhỉ? Không khí bữa tiệc, không khí lớp học. Còn đây là đang nói về gì nhỉ? Cảm xúc của chúng ta. Tâm trạng, cảm xúc của bản thân mình chúng ta sẽ dùng từ ureshi nhá. Ureshi. Được chưa? Tiếp theo. Natsukashi là gì cô? Natsukashi là nhớ thương nhá, nhớ thương. Và chúng ta có từ gì nhỉ? Urayamashi là gì nhỉ? Không phải gì nhỉ, thèm muốn, gato đấy, kiểu kiểu như vậy cũng được đúng nào. Nhưng mà gato kiểu tính cực. Rồi. Dùng theo nghĩa nào cũng được. Ví dụ, ôi cô Thành có N1 đấy ra, thích thế. Rồi. Thành dễ dễ energy tốt tần đó. Urayamashi nè. Urayamashi desu ne. Hay. Đấy trong tình huống như vậy đúng không? Hay. Hay là ôi cô Thành có em bé rồi á. Tức là cũng có một đôi đã cưới rồi và nhìn thấy con Thành vẫn mãi không có em bé nhưng mà như thế. Akachan wa dekita no urayamashi desu ne. Đấy, rồi, có em bé rồi à, thích thế nhỉ. Tiếp theo. Saito-san to Yamada-san wa nakagai. Điền đáp án mấy nào? Mọi người đều điền đáp án số 3, đúng không anh? Đúng. Đáp án gì? Mọi người đáp án này đáp án gì nhỉ? Shitashi, đúng rồi, shitashi là thân thiết, gần gũi nhá. Chúng ta có từ nakagai là gì nhỉ? Mối quan hệ tốt gọi là thân nhau thì chúng ta sẽ bằng đáp án của nhau nhá. Okay. Số 1 là Tanoshi. Số 2 Hageshi. Đúng rồi, hageshi. Hageshi là gì nhỉ? Ví dụ như là hageshi ame là gì nhỉ? Cơn mưa khủng khiếp dữ dội đúng không? Hay là tiếp này chỗ này là gì nhỉ? Hitoshi. Từ này là một từ nằm trong N3 mọi người nhé. Hitoshi là gì nhỉ? Là bằng nhau. Bằng nhau. Hai động tác bằng nhau. Được chưa? Ok. Nào chuyển sang bài tiếp theo. Giờ học vui không? Nào chúng ta bước sang câu tiếp theo. Mọi người nhanh tay lên, nhanh tay lên. Nào. Kuruma no mae ni ikinari inu ga tobidashite kita. Ok, rồi. Ikinari. Ở đây chúng ta có ichi no mani ka, totsuzen, tokidoki và kanarazu. Kanarazu. 94 á. Đáp án chỉ có 9 thì nó chưa gì đã 9 rồi à? Câu 7 đáp án mấy nào? Câu 7 đáp án mấy? 7 đáp án 2 hả? Nào mọi người nhìn bằng nghĩa xong phải đoán đúng không nhỉ? Trước xe ô tô thế nào đấy mà con chó nó lao ra. Tobidashi là lao ra. Điền đáp án mấy bây giờ? Mất mạng. Đâu, mất đâu, vẫn chạy mà. Đấy. Wow, chạy không? Vẫn được mà. Sao tự nhiên máy của em mất mạng? Máy đấy mất mạng rồi. 72. Máy của em không sao đúng không? Này à? Đang hay thì đứt dây đàn. Ok. Thế mọi người cứ làm đi. Được chưa nhỉ? Ikinari bằng với lại là đáp án số 2. Totsuzen. Và tiếp theo. Mamonaku. Mamonaku. Em cứ làm đi. Rồi. Totsuzen. Totsuzen. Câu 8 là đáp số 1 đó. Mamonaku bằng sugu. Ban nào ở Nhật thì suốt ngày. Ban nào ở Nhật suốt ngày đi tàu điện đúng không? Mamonaku densha ga mairimasu ne. Cái câu này nghe quá quen này. Sắp sửa thế nào? Sắp sửa. Yato là cuối cùng này. Khi bạn bây giờ Kato đến lại sau. Còn Kanara dự là chắc chắn kiểu gì thì kiểu đúng không? Thì khi là Ichinomica là gì con? Ichinomica là gì? Chẳng biết từ lúc nào nhá, chẳng biết từ lúc nào. いつの間にか買ったんですか? Mua từ khi nào vậy? đúng không? Ví dụ bây giờ em mua một cái gì đây đúng không? Bày đây đúng không? Anh nhìn nó, anh nằm trên này, ốp, mua từ khi nào? Hay là itsunomanika sukininatta desu ne. Là gì nhỉ? Mình chẳng biết từ lúc nào mình thích rồi đúng không? Ok. Sao rồi đúng không? Quá quen kìa, Hoàng Quý. Mamonaku, quá quen. Mamonaku. Tiếp theo nhá. Đấy. Câu số 9, 10 nào mọi người. 9 đâu, 10 đâu, 9 đâu, 10 đâu. Cái máy này thôi. Được một tí nó lại bị đơ đơ ấy. Uchi, narubeku samenai uchi ni meshiagatte kudasai. Ở đây có một động từ đó là samenai, sameru là nguội. Trong lúc nó chưa nguội thì hãy ăn đi ạ. Meshiagatte kudasai. Itsumo hayaku kanarazu wa dekiru là cái đáp án số. Các bạn cho đáp án số mấy nhá? 9 là số 1. Câu 9 là mấy? Câu 9 mọi người đâu ạ? Để xem coi. Bên này nó không lên được ạ. Câu 9 là 94 ấy hả? Đúng, 94. Để kia người ta kể cố gắng làm gì rồi? Đi đây, anh cố gắng gì đấy? Ăn trước khi nó nguội. Ăn trong lúc nó còn trong chưa nguội. Trong lúc nó còn chưa nguội. Trong lúc nó còn chưa nguội đúng nè. Rồi, Thái này, Thảo này, 12, mọi người chọn đáp án 10, à câu 10 là 2 10 đúng đây. Không? Câu 10 Thái cất sự là chán rồi bằng cái Simalanai rồi. Thái cất sự. Hình như cái từ này hôm trước ở trong đề buổi tuần trước mình đã làm rồi đúng không? Có từ này đúng rồi, thai cất dựng vào với Tsumara này. Cái gì nhỉ? Cái cuộc cái câu chuyện của anh Tanaka lúc nào cũng rất là dài, rất là chán nhá, thai cất dựng nhá. Kuwashi là gì con? Kuwashi là gì nhỉ? Là chi tiết rõ nhá, chi tiết rõ. Nhưng mà nếu em nói một câu như này, ví dụ như là cô ấy Kanojo wa anime ni kuwashi thì như thế trong trường hợp này chúng ta sẽ có một nghĩa khác, cách dùng khác của từ kuwashi nghĩa là gì nhỉ? Am tường, am hiểu về một cái gì đó. Cô ấy rất là am tường về anime nhá, hoạt hình Nhật Bản. Đây là gì nhỉ anh nhỉ? Ôi từ này dễ quá. N4 ở nam nào? Shinsetsu đúng không? Taihetsumaranai. Ok. Yeah, ok. Xong rồi các bạn. Tiếp theo. Chuyển sang 4 phần 42. 42 câu 1. À rồi, nào sang đề số 2 nhá. Các bạn nhìn đề số 2 nào. Đấy. Câu số 1 là gì nhỉ? Câu số 1 đâu? Câu số 1 đâu? Kin ano konshu no kinyoubi nomikai ga aru to minna ni tsutaete kudasai. Tsutaete là gì đấy nhỉ? Truyền đạt hay là bảo cho mọi người đấy. Bảo cho mọi người đáp án mấy? Bảo cho mọi người là thứ 6 tuần này có đi ăn đi uống nhá. Đấy. Rồi. Thế đáp án mấy nhỉ? 1 là lên laku shite, 2 là gì nhỉ? Haitatsu shite, 3 là kakunin shite, 4 là happyo shite. Ăn thì chúng ta đa số mấy nhỉ? Ăn mấy nào? 1 quá thì còn gì nữa, ra dịch cho hẳn từ style được đúng nào? Style được là Haitatsu là gì nhỉ? Haitatsu là phân phát, gọi là như kiểu là phát đưa hàng về nhà ấy, đưa hàng về nhà đúng không nào? Phát báo đúng không? Phát báo. Xin đừng Haitatsu. Đúng rồi. Hay là số 3 Kakunin và Happyo. Kakunin là gì nhỉ? Là xác nhận. Và Happyo là gì nhỉ? Phát biểu nhá, phát biểu. Tiếp theo. Rồi, xin mời các bạn làm câu tiếp theo. Amari ne nan katakai no ne bikkuri shimashita. Bikkuri à? Dễ rồi. Bikkuri là gì? Bikkuri là giật mình. Wow, bikkuri shimashita nhá, đáp án mấy? Dễ rồi, đáp án đúng không? Chúng ta có đáp án số 1. Odorokimashita là ngạc nhiên. Wow. Giật mình ngạc nhiên đúng không? Komarimashita là gặp khó khăn. Wasuremashita và shinpai shimashita. Dễ rồi, ok. Shinpai là gì nhỉ? Từ từ đã. Shinpai à? Biết em đố. Shinpai là gì? Em đố anh biết shinpai gì đấy? Em nói shinpai. Em nói shinpai. Shinpai nói chuyện làm gì đúng không? Rồi. Rồi, xong chuyển sang câu tiếp theo. Ok, chúng ta sang trang tiếp theo nhá. Hôm nay học có vẻ hào hứng đúng không? Câu tiếp theo là ui, 1.000 mấy trăm đây, 1.300 anh em cơ à? Không lên được 2.000 à? Mọi người gọi mọi người vào đi để còn lên 2.000. Hình như có lượt livestream nào mình lên 2.000 người rồi nhá. Kiểu gì cũng lên. Nào, tiếp nào, thế này thì quả này năm nay có 1.300 anh em đổ hết từ 3 tới 2 rồi. Cứ thế. Chán này là đọc là gì kệ cho các bạn, không đọc. Được chưa? Tiếp theo, Ichiban, usukunatta, Niwa, kitanakunatte, nurete và tsumettakunatte. Vừa nãy đọc là natta, natte. Đọc là natte. Rồi, đáp án mấy? Câu số mấy nhỉ? Câu số 3 đúng không? 32 này, 32 này. Mọi người vẫn 32 này. Rồi, được. Đúng rồi, ai chỉ cần hiểu được cái câu này là được. Yogo, yogo rete shimaimashita là bị bẩn, vấy bẩn đúng không? Đúng không nào? Gì nhở, tay đúng không? Ngón tay bị bẩn vì mực á, bẩn mực. Ví dụ ngày xưa mình đi học mình hay chơi chết mực ở tay đúng không? Kitanai là bẩn rồi. Ừ, đáp án sẽ là hai nhá. Thế, usu cái tên là gì không? Usui, động từ usui đây, usui với cả từ naru đúng rồi, trở nên gì nhỉ? Nhạt nhá, nhạt. Màu nhạt đi đúng không? Màu nhạt đi. Nữ đây là gì? Nữ đây là ướt nhá, bị ướt. Đúng rồi. Ừ. Và cuối cùng sumeta của naru, cái này dễ quá rồi gì nhỉ? Lạnh đúng nhỉ? Lạnh. Nhưng mà câu số 4 nè. Watashi wa watashi ga omimai ni ittara. Thì đây. So. Ôi giời ơi, 41 42 kìa. So. Nào xem nào. 41 so, 42. Ông liền đây, so. Dạ, so. Thế bà là đọc là gì? Nó đọc cho mình từ này nào. So. Nó là gì nhỉ? So bộ. Ok, so bộ là bà. Em kể mọi người nhé, học sinh của mình á, hay là mình thấy nhiều bạn hay nhầm từ hỏi bà là gì, các bạn đều bảo xô bà. Xô bà chúng ta có từ mì xô ba thôi nhá. Còn xô bộ hay nhắc các bạn học sinh nhớ bà hay đi tè thì hay ngồi cái bô đúng không? Xô bộ, bà là cái bô nhá. Nhớ từ này đọc là xô bộ nhá. Thế chúng ta có từ xô phụ là ông thì sẽ điền đáp án mấy nhá. Câu số mấy đây, câu này dễ thôi. Ông đâu, Oji-san. Đúng rồi, Oji-san. Thế còn tại sao phải là Oji-san số 3 nhỉ anh nhỉ? Oji-san là chú. Đúng rồi, chú hay là cậu. Ok. Ừ. Còn đây là gì nhỉ? Oba-san, Oba-san. Oba-san thì ngược lại thôi là bác gái nhá, bác gái. Ừ. So đây không có trường âm nhá, so bộ. Ừ. So bộ. So bộ không trường âm mọi người nhá. Ừ. Được chưa nhỉ? Sao rồi? Ừ. Tiếp. Nhanh mà. Tôi nhanh được. Check. 持ち物のチェックを忘れないでください。チェック、チェック、đáp án nhìn thấy đáp án rồi đúng không? Chúng ta đáp án còn ở bên cô Thành ấy. Nào, học mà như đánh trưởng luôn. Đáp án số mấy? Gì đây? Check cửa gì đây? Kakunin, đấy chứ nhỉ? Chúng ta gặp lại từ kakunin rất là nhiều nên các bạn phải nhớ là học N3 thì bắt buộc phải biết từ kakunin này nhá. Kakunin là xác nhận hay là kiểm tra bằng cái từ check cửa. Kinshi là gì đây? Cấm. Cấm. Hokoku là báo cáo nhá. Đúng rồi. Shitsumon. Shitsumon là câu hỏi được chưa nhỉ? Đúng rồi. Senshi-tachi wa mainichi osoku made training shiteiru. Đúng rồi, là gì nhỉ? Không nói nghĩa là gì cả. Training, training. Đáp án mấy nào? 5 là 4, 6 là mấy đấy? Nào câu 6 đáp án mấy nào mọi người? Câu 6 đáp án mấy nào? Mình 4 rồi đấy. Em bị em che mất của mọi người câu số 4, đáp án 4 nhỉ. Phương Nhàn ghi cái gì cơ? Xuống hết này. Số 4. Training cũng là số 4 à? Rồi, 6 là mấy? Lên siêu chứ. Cái gì? Mọi người chọn đáp án 4 á? Bây giờ ơi. Hay là 4 là câu trên, câu trên. Lại tưởng học hành đến nào, câu 6 mà chọn đáp án 4 thì thôi, cho về nhà ăn cơm đi nhá, không cho đi học đâu nhá. Training là luyện tập. Từ training đúng nào? À, lên siêu đến đây. Đấy, shokuji rồi. Đây shokuji rồi. Cái gì mà Indo. Toàn từ quen đúng nào, toàn từ quen. Chuyện. Ừ. Đấy. Còn nó các bạn đấy ạ, nếu cứ như thế này. Được chưa? Nếu cứ như thế này, osoraku shiken ni ochiru darou. Ochiru darou. Đây là đang N3 nhá, mỗi người hỏi N mấy, khổ ghê. Nào, câu số 7 nào, tập trung vào học đi. Số 7. Hết pin đấy. Cái gì hết pin? Đấy, hết pin. Nào, câu số 7 nhá. Konomama de wa osoraku shiken ni ochiru darou. Đúng nhỉ? Thì các bạn điền osoraku hay là sẽ bằng nghĩa với từ nào đây? Câu số 1 nào. Câu số 1 là zenbu, câu số 2 là motto, câu số 3 là tabun, câu số 4 là attuyumani. Attuyumani là gì nhỉ? Là chẳng mấy chốc nhá. Attuyumani là chẳng mấy chốc. Hay. Thế chúng ta sẽ điền đáp án mấy nhỉ? Câu 7 mọi người chọn đáp án 3. Đúng rồi, 3. Vì sao lại 3 nhỉ? Vì chúng ta có từ daro. Đoán được nghĩa là ơi, sao không biết được anh? Biết được mà. Đang em bấm vào cái gì á? Em bấm cái gì đâu? Đợi tí. Nên là chúng ta sẽ có đáp án câu này là đáp án số 3 nhá. Được chứ nhỉ? Osoraku là gì nhỉ? Chỗ này là gì nhỉ? Có khi không khéo mà lại nhá, osoraku. À, lo lắng sẽ xảy ra một cái điều gì đó thôi chứ nhỉ. Nếu mà cứ thế này không khéo mà lại trượt đi thi trượt cũng lên đúng không nào. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án số 3 là đáp án cover nhá. Cover. Có bạn nào phải ngồi tự nhầm lại, tự gì nhỉ? Tự vấn lại mình câu này không? Cứ cái đà này khéo mình lại trượt cũng nên đúng không nhỉ? Đấy, không, chúng ta phải đổi lại là cứ cái đà này đỗ cũng nên nhá. À, tuy mà đấy là gì cô lại lại lần đầu tiên em nghe thấy chẳng mấy chốc đúng không? Chắc là nhiều bạn nghe lần đầu tiên nghe từ này đúng không? À, tuy mà đi là chẳng mấy chốc nhá. Hoặc là chúng ta hay nói một câu vèo một cái. Ví dụ vèo cái đã cuối tuần rồi nhỉ? Atuyumani shumatsu desu ne. Hay là ví dụ Dũng sensei ở Atuyumani 33 歳 ni narimashita, đúng không? Chẳng mấy chốc thầy Dũng đã 33 tuổi rồi, sắp thành ông già. Con đọc của mình à? Atuyumani. Đúng rồi, Atuyumani. Đúng rồi, Atuyumani. Hai. Được chưa nhỉ? Rồi, câu số 8. One Piece o shichaku suru koto ni shita. One Piece là gì? One Piece là váy. Được chưa nhỉ? Váy liền. Shichaku. Đầu tiên là kite miru, yoyaku suru, kao và koukan. Koukan này là gì nhỉ? Koukan là trao đổi. Trao đổi. Thế các bạn thì đáp án mấy câu này có vẻ hơi khó đúng không nào? Câu này khó không? 8 là 1 à? 4 à? Trời ơi. 8 là mấy? 8 là 1 nè. 8 là 4 nè. Cái từ này cô Thanh nói rất là nhiều rồi đúng không? Ở bên Nhật đi thử đồ, thử quần áo hay toàn thử này đúng không? Chúng ta sẽ có một phòng thử đồ gọi là Shichakushitsu. Các bạn tin mình đi, các bạn thử vào trong các cửa hàng mà chúng ta hay đi bên Nhật là Uniqlo vân vân chẳng hạn, thế nào thầy có hỏi là mình sẽ hỏi là chị ơi phòng thử đồ đâu, mình sẽ nói là Shichakushitsu wa doko desu ka, thế nào mà tạo hình chỉ cho nhá. Nên là chúng ta sẽ hiểu cái từ này nghĩa là gì nhỉ? Kitemiru là mặc thử, được chưa nhỉ? Ok. Xong chưa? Rồi đúng không? 8-1. Rồi, ui, 1.600 rồi này. Tiếp. Cố lên. À, câu số 9 nào, câu số 9 và câu số 10 các bạn cho đáp án nào. Tomodachi to issho ni kondo no yasumi no plan o tatte ita. Plan. Plan nghe tiếng Anh à? Plan. Đúng không? Kế hoạch. Kế hoạch thì chỉ có từ gì mà có từ kế hoạch là bạn nào? Kế hoạch đấy. Đúng rồi. Chi dự này đúng không? Đây là Zika rồi kia là thế câu này mình sẽ dịch là gì nhỉ? Tomodachi to issho ni kondo no yasumi o plan no tateru là gì nhỉ? Lên cái kế hoạch nghỉ lần tới cùng với bạn bè. Ok, tiếp theo. Câu số 9 nào, à câu số 10, 14 à, 14, 10 mấy nữa? 13. 93. Trời ơi, 9 đã qua từ 8 đời rồi bà Nhàn ơi. Mạng lắc. 10 mấy nào? 14 là các bạn đều chọn 14 hết đúng không? Anh đọc câu này đi. Hay, nan demo ii desu kara endeo naku shitmon shite kudasai. Ở đây có endeo naku là đừng có ngại, thì là có nghĩa là gì đây xem nào. Hisoganai đấy tức là đừng có vội vàng. Odorokanai tức là đừng có ngạc nhiên. Awatenai đấy là gì? Đừng có vội vàng. Awate được đấy. Vội vàng. Và shinpai shinai de. Đúng rồi, đó chính là shinpai. Shinpai shinai de. Cái từ endeo cũng là một từ cần phải nhớ nhá, bắt buộc phải nhớ, đã học đã qua N3 là phải nhớ từ này nhá. Gì nhỉ? Nan demo ii desu kara. Ví dụ như là koko wa tabako o go endeo kudasai là gì? Xin đừng hút thuốc ở đây. Gì nhỉ? Cái gì đó wa go endeo kudasai là xin đừng. Xin đừng. Nhưng mà trong trường này là gì? Đừng có ngại. Cái từ số 3 là gì đấy anh? Số 3 là awate này đấy. Bằng với là vội vàng, hấp tấp đúng không? Hay là trong tiếng Nhật có một từ này panic. Đấy, tiếng Anh đấy. Panic đấy nhé. Em biết từ panic không? Rồi. Hay là gì? Don't panic chẳng hạn. Đấy. Đừng vội nhá, đừng vội. Người ta dùng tiếng Anh dùng từ này, don't panic. Về Hà Nội rồi chứ. Hà Nội và don't panic. Hà Nội không vội được đâu nhá. Ok, như vậy chúng ta đã xong 2 đề rồi. Xin mời các bạn nghỉ giải lao trong vòng 10 giây. Không nghỉ. Bấm like và bấm tim đi. Nhanh lên chúng ta sang đề tiếp theo. Yeah. Mấy rồi? 12 đấy á? Nhiều, còn nhiều đấy. Là 2 đợi tẹo nữa nhá. Là 3 phải tôi nhanh một tí đi. Em chữa chậm quá. Em đây là em. Ôi, đã 7:30 rồi quá. Sao mấy thời gian trôi nhanh thế nhỉ? Mới chữa được có 2 đề mà đã 7:30 rồi á. Mọi người ơi, lần này tăng tốc nhá. Được chưa? Chúng ta tăng tốc để còn vì các bạn đỡ 2 nữa. Cố lên. Đấy. Qua rồi. Rồi, các bạn cùng nhau làm đề nhá. Câu số 1. Đai độc đố. Hakon de kudasai. Hakon bự là gì? Hakon bự là chuyển đến, mang đến nhá. Có gì đáp án của nó? Câu đáp án 1 này, arate, 2 là motete, 3 là narabete, 4 là stete, là gì đấy? Bạn đi thì nó chỉ có này thôi. Rồi, chuẩn rồi. Đây này bạn đi đúng không? Đáp án số 2. Tiếp theo. Kono mae atte kara zuibun tachimasu ne. Kể từ sau khi gặp lần trước. Tachimashita. Tachimashita. Thì trôi qua khá là lâu rồi nhỉ? Ừ. Chúng ta có một động từ tachimasu hay là tatsu đúng không? Trôi qua. Đáp án mấy nhỉ? Hả? Tachimasu. Đáp án mấy bây giờ? Câu này đối với các bạn N3 có thể là cũng khó nhưng mà đoán nó được luôn. Đáp án số. Đây. 2 là 1 là 2 rồi, 2 là mấy? 2 là mấy? 2 là 3. 2 là 3. 3 là gì? Tsuzukime là gì đây? Quên mất. Tại vì bạn thấy là 3 này là Tsuzukemasu là tiếp tục đúng nào? Đây là gì đây? Nhìn đến từ này bao giờ chưa? Ikemashita. Sống. Ikemashita là sống. Sống tức là sống trên đời ạ. Rồi, tiếp theo chúng ta có từ này, từ kurasu. Kurashimasu là gì nhỉ? Là sinh sống, sinh hoạt nhá. Còn đây là từ sugimashita. Anh chào em. Sugimashita là trôi qua, nói về thời gian chẳng hạn là nó bằng với từ tachimasu. Ok, tức là gì nhỉ? Kể từ lần trước gặp thì đã gì nhỉ? Gọi là cũng đã lâu lâu phết rồi đấy, đã trôi qua một thời gian dài đấy, được chưa nhỉ? Ví dụ có câu là thời gian trôi đi nhanh nhỉ, đúng không? Jikan ga tatsuno wa hayai desu ne. Jikan ga tatsuno wa hayai desu ne. Ví dụ như kiểu em về anh đang dạy đúng không? Jikan ga tatsuno wa hayai desu yo ne minasan. Ok, tiếp theo. Hay, chúng ta bước sang. Yamada-san ni su ayamatta hou ga ii desu yo. Ayamaru. Ayamaru là gì nhỉ? Xin lỗi. Xin lỗi thì chúng ta sẽ phải nói sumimasen. Đâu sumimasen đâu. Thực ra cái từ ayamaru ấy trong tiếng Nhật có một từ có hai chữ Hán đúng không? Một là ayamaru là xin lỗi và hai ayamaru một chữ Hán khác là gì nhỉ? Là hiểu lầm ấy, mọi người hiểu sai ấy. Thế thì câu này chúng ta sẽ là arigato, shitsureshimasu, sumimasen hay là itadakimasu. Đáp án mấy nào? Câu chuyện hay xin lỗi Yamada đi thì tốt hơn đúng không? Ba, ok, sumimasen. Rồi. Tiếp, câu số 4. Hotel no yoyaku wo cancel stay itadakimasen. Cancel. Quá dễ rồi. Cancel là gì nhỉ? Cancel là hủy đúng nào? Hủy. Anh chị có thể hủy cho tôi cái lịch hẹn ở khách sạn được không ạ? Nhìn qua chữ Hán này có chữ nào có chữ hủy không? Có chữ này chữ xóa. Thì đây nó án rồi. Cùng là từ thô đự đúng không nào? Thô đự. Bây giờ có từ kê sự là xóa này, từ nào sự là sửa lại này, từ id sự là cho vào và cuối cùng từ ag sự là gì nhỉ? Nâng lên đúng không? Thế thì đáp án này gần từ nào gần nhất thì đoán thôi. Ken sẽ được bằng với tori kê sự. Đúng không? Tori kê sự xóa bỏ. Còn tori id sự này như kiểu là gì nhỉ? Người ta dịch là áp dụng. Được chưa? Áp dụng. Rồi tiếp. Và tori nanaste tức là gì nhỉ? Sửa lại. Nó cầm sửa lại cách cầm này nào. Và toriage là nâng lên này, nâng lên. Tuy nhiên trong sách báo á nó có là toriage. Đây. Ở đây được nêu ra. Nêu ra hay là đưa ra này đấy. Được đưa ra. Anh viết chữ siêu xấu. Được chưa? Cái này các bạn học trong đọc xong sách thì người này chúng tôi được đưa ra cái gì đó hay là không được đưa ra. Tôi đi agera đây này, tôi còn là hai này. Hay. Rồi tiếp theo. Ok. Câu số 56 là điền nhanh nào. 56. Câu số 5 dễ rồi. Saho là gì đây? Saho ạ, Saho là như kiểu là nó là cái lễ tiết. Được chưa? Lễ tiết của trà đạo thì không đơn giản đâu. Lễ tiết thì nó liên quan đến cái gì đấy nhỉ? Lễ tiết là cái gì? Lễ tiết là những quy tắc đúng không nhỉ? Hay là những cái phép tắc. Yeah. Câu số 1 là Moodle, số 2 là Mana, số 3 là Type và số 4 là Condition. Moodle. Mình cho đáp án số này hơi khó, mình cho đáp án luôn nhé. Cái đáp án của nó là Mana được đấy. Type là loại rồi thì chắc chắn loại không phải rồi. Tiếp theo Moodle là tâm trạng. Bây giờ nó bằng cái nhiều là Hungiki ấy. Hungiki đấy. Và condition tức là điều kiện. Conditions đấy. Condition. Điều kiện. Điều kiện hay là cái thể trạng của mình được. Ví dụ như là Kadarano condition ga warui, tức là gì nhỉ? Tình trạng sức khỏe không tốt, thể trạng không được tốt. Các nhớ nhá. Condition. Ý desu ka? Được chưa? Rồi, tiếp theo. Lúc mà ane wa hea o teinei ni souji shita. Teinei là gì? Teinei là cẩn thận nhỉ? Hay là teinei bình thường mình hay là lịch sự đúng không nào? Đây không, nhưng mà không ai người ta gọi là chị tôi dọn nhà một cách lịch sự cả, mà teinei là cẩn thận. Được chưa nhỉ? Cẩn thận thì không phải là katan rồi đúng không? Cẩn thận thì không phải là nhanh rồi đúng không? Cẩn thận thì không phải là nhẹ nhàng rồi đúng không? Mà cẩn thận là shikari tốt chứ nhỉ? Cẩn thận chỉn chu. Đúng rồi, cẩn thận chỉn chu. Các bạn hỏi từ mana, anh chưa giảng từ mana. Mana cũng là quy tắc, phép tắc. Ok. Rồi, chúng ta bước sang trang tiếp theo nhá. Nào, nhanh lên. Câu số 7 nào. Các bạn sai nhá. 64 là sai á. 64 là 64 đúng không? Ừ, 64 đúng rồi. Nào, câu số 7, số 8 nào, mọi người đều số 7. Đấy, giảm xuống vừa nãy 1.600 bây giờ còn 1.500 này. Thế nào? Thế đây ạ, câu số 7. Sono kikai wa yoku kosou shimasu. Kosou cái này trong Mina học rồi, mình chọn đáp án đi. Cái này, dễ quá rồi. Nhưng mà trong thi N3 nó vẫn cho ra, các bạn nhớ đấy. Kowasiyasui đấy. Dễ bị hỏng. Shikayasui dễ đấy. Dễ sử, dễ dùng, còn này dễ mang và dễ rửa. Dễ mang theo đúng không nào? Câu số 8 này. Katazuke de kudasai. Katazuke là gì con? Katazuke là dọn dẹp nhá, sắp xếp. Bây giờ câu số 1 là shimatte, câu số 2 là narabete, câu số 3 là sojiste, câu số 4 là oshite. Dễ rồi, đòn mấy nào? Rồi, cố lên nào. Có phải nhiều người sai đấy. 83 81 83 Phương Nhàn 71 8 ơi. 83 là mấy? Chết 82 sai hết rồi. 81 82. Rồi, giỏi quá cơ. Cứ tưởng câu dễ mà điền đấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 cái này. Phí đúng không? Phí nhớ nhá. Dọn dẹp tức là cất nó đi đúng không? Động từ cất đi là shimatte. Đấy chưa? Shimatte là soji tức là dọn dẹp nhưng mà quét vứt bỏ. Được chưa? Chúng ta phải nhìn vào đối tượng mà chúng ta dọn dẹp nhá. Sai rồi chứ. Được chưa nhỉ? Chắc là nhiều bạn không được học cái tự động từ shimatte là sai được. Shimatte là cất đúng không nào? Shimao. Vẫn 82 à? Vẫn nhất quyết 82 à? Narabe tức là gì? Xếp. Đầu chị lui ra. Em nhắm mắt thì 3 ạ. Đấy vẫn 3 này, sao vẫn 3? Đắn 1, shimao cất, được chưa? Sao xong N3 chưa vậy? N2 cũng xem nốt thì N2 làm đúng được câu này không? Mà cứ đòi N2. N2 có làm đúng câu này không mà cứ đòi mãi, đúng không nào? Nào thấy mình sai chưa? Các bạn này xem rõ, lâu lừa nhau một chút. Đúng rồi đấy, thỉnh thoảng nó lừa như thế này. Làm sai, học kém lại bảo nó lừa. Tiếp. Rồi, chúng ta xong nốt câu 9 câu 10 nhá. Koyashi-sensei wa totemo kibishi-sensei da. Là một thầy giáo nghiêm khắc. Nghiêm khắc thì là gì đây? Nghiêm khắc thì omoshiroi thú vị à? Shizuka là một hiền lành à? Hiền lành trầm tính đúng không nào? Toshio tốt tạo là gì? Toshio tôi là già rồi. Nghiêm khắc chỉ có cô ai thôi đúng không? Đấy. Đáng sợ đúng không? 93. Rồi và câu số 10 nào. Đấy, câu số 10. Lại là bài từ trích cự nhưng mà lần này không phải là kakunin nữa mà chúng ta phải nhìn vào nghĩa câu này này. Các bạn số 10 số trích cự. Ở đây shirabeta, hakonda. 送ったは捨てた、いや捨てた、運んだ。運んだ。93. Ôi 93 đúng rồi, 10 mấy đây? 10 mấy nào? 11, 11. Thế giờ giảng lại câu 8, 8 có gì mà giảng lại. Tí nữa xem lại clip. Em ơi, những cái câu đã qua thầy giảng hết rồi nhưng mà nó bị qua rồi, các bạn sau xem lại một chút nhá. Bây giờ so di là dọn dẹp xong vứt bỏ hết đi thấy chưa? Ừ. Thế. Còn Simát Tạ nó cất đi cái gì đó đi được chưa? Đó, câu số 10, câu số 10 đã bán là đúng rồi. Chỗ này như kiểu là anh ấy đã kiểm tra đồ đạc thì tức là gì nhỉ? Đã mở ra xem thì chúng ta dùng từ shiraberu nhá. Shiraberu. Ừ, tìm hiểu kỹ được chưa nhỉ? Tra đấy, kiểu tra cứu ấy. Còn mấy đề nữa anh? Còn 2 đề nữa. 3 đề nữa mà 4 5 6 mà. Đâu? Mà 2 đề nữa. Ừ. Thôi đi, nhé đi. Rồi chắc là tầm 15 phút nữa nhá, 8 giờ thì hẹn các bạn N2 nhá, hơi chậm một tí đúng không? Tiếp. Món này khổ bọn tôi hơn đấy chứ. Đáp án mới. Nào có giỏi thì điền đáp án đi. Được không anh? Pitari bằng cái gì nhỉ? Mà N2 vào điền hết đi xem nào, đáp án mấy nào? Cái bộ váy đó thì gì nhỉ? Phù hợp với cái gì đấy? Cái kuniki, cái gì đấy nhỉ? Ở đây thường thế là bầu không khí nhưng mà tương đương với dáng vẻ ấy. Ừ. Đấy nhỉ? Tâm trạng dáng vẻ. Ừ. Ừ. Thì pitari thì chúng ta chỉ có là gì đây? Awana là không hợp này, không phải được, đúng không? Ừ. Kitsui là gì nhỉ? Chật chẳng hạn đúng không? Câu số 1 là gì? Nghiêm khắc. Và đáp án của chúng ta sẽ đáp án số 2, chodoi, đấy nhỉ? Vừa phù hợp với, vừa hợp với nhá. Chodoi. Nó phải là chodoi đấy nhé. Ừ. ぴったりですね。じゃあはい出せよ。おしゃれですか？おしゃれはgì nhỉ? Là hào nhoáng, là sang trọng nhá, sang trọng. あの店はおしゃれで、あの最近人気がある nghĩa gì nhỉ? Cái cửa hàng đó rất là sang trọng nên là gì đây? Gần đây rất là được yêu thích. Đáp án 1 là Shizuka, số 2 là Oishiku, số 3 là gì đây? Fashionable à? Tiếng Anh đúng nào. Và số 4 là Yume đấy. Thì ở đây nếu mà chúng ta không biết cái từ này, chúng ta thử tra xem 3 cái từ kia nó phù hợp không. Mà chả cần tra, biết thừa rồi. Đáp án không phải chết nhá. Đúng rồi, canh bảo. Ok. Không phải là Yume, không phải nổi tiếng đúng không? Thì tao chúng ta không phải Shizuka đúng không? Tao chúng ta đáp án chỉ đây. Ok. Đáp án số 3 rồi. Bởi vì Shizuka quán ăn làm sao mà nó lạnh nhạt, ít người phải được nên chi đúng không? Ôi xì ngon không phải. Osare vừa nãy cô giáo nói là gì? Sang trọng. Sang trọng đúng không? Hay là còn đây này, fashionable là 1 được chưa nhỉ? Rồi. Các bạn nhớ nhá, cái từ osare có khi mà đi với người ấy, ví dụ như là Dũng Sen sẽ với từ osare desu ne, tức là ăn mặc rất là gì nhỉ? Đẹp, rất là hợp thời trang, rất là mốt. Còn khi mà nói với những nhà hàng Anomise Oshare desu ne nghĩa gì nhỉ? Nhà hàng nó rất là sang trọng, gọi là gì nhỉ? Phong cách. Phong cách rồi. Được chưa? Rồi chúng ta bước sang cứ tiếp theo. Nhanh thế. Đấy mình vừa giải thích, các bạn chỉ nghe thôi là được. Ok. Tại vì câu nó cũng ngắn lắm, không dài như kiểu là một đề thi đọc hiểu, đúng không? Đây chỉ là một câu thôi, có vài chữ thôi mà. Rồi. Chọn từ. Đây là bài chọn từ đồng nghĩa được chưa? Đấy, là những bạn không vào từ đầu không biết đúng không? Hay, watashi wa sakuya okashi na yume o mimashita. Hôm qua tôi đã nằm mơ một giấc mơ. Okashi. Đáp án mấy? 1 là henna, số 2 là kurushi, số 3 là iroiro na và số 4 là kowai. Đáp án mấy nhỉ? Câu xem nào các bạn thấy đáp án mấy đây. Okashi của chúng tôi là có nhưng mà nhờ thì đó mình nhận mình check rồi, không thể check này có nhờ okashi. Anh xem mọi người đang chọn ăn mấy, ăn số mấy? Okashi 3 1 1 1 1 hết rồi, đúng rồi, 1 hen, đúng rồi, con này dễ rồi. Có tính từ Lena. Ok, okashi có tính từ Lena đấy nhé. Tiếp theo kanojo no kangakata wa. Chữ Hán này đọc là Onaidoshi. 同な動詞でね、同い動詞でね、同い動詞の友達に比べて幼い。だからまんどはね、でね、同い動詞。Nào, câu số 4 là mấy nhỉ? So với đứa bạn bằng tuổi thì cái suy nghĩ của anh ấy rất là osanai. Osanai là trẻ con. Osanai. Kiểu như là ngây thơ, non và xanh lắm nhá. Đáp án câu số mấy đây? Câu số 2. Còn trẻ con là có trẻ con rồi đúng không? Otonapoi là người lớn trưởng thành đúng không nhỉ? Otokorashi là da dáng đàn ông, còn otonashi là gì nhỉ? Trầm tính, ít nói nhá. Mấy cái từ này biết rồi đúng không nào? Hay. Tiếp. Chưa nhỉ? Ok. Rồi, người bạn rất tích cực. Sao hết rồi? Cố lên, sắp hết rồi, còn một tí thôi. 1.700 người đang ngồi sau camera. Thật là kinh khủng. 1.800 người. Đấy, chúng ta tiếp tục. Soa soa stay đấy. Đúng không? Gogaku happyo, gogaku happyo o matsu gakusei-tachi wa minna soa soa stay iru. Tất cả mọi người, những người học sinh mà đang đợi kết quả thi đỗ thì đang rất là, khi mà các bạn đang thi đỗ, đang chuẩn bị đợi kết quả đỗ hay là không á, thì tâm trạng của các bạn như thế nào? Soba soba shiteru. Nóng lòng đúng không? Hồi hộp đúng không? Hồi hộp đúng không? Và chúng ta có đáp án là Ochizukanai. Chứ nhỉ? Ochizukanai là gì nhỉ? Ochizukanai là không bình tĩnh. Đúng rồi, không bình tĩnh đúng không nhỉ? Nhiều bạn không biết cái từ Ochizuku đâu. Ochizuku là gì đây? Là bình tĩnh lại. Ví dụ ai đó mà đang kiểu như là soa soa style thì mình sẽ là Ochizuite, đúng nhỉ? Bình tĩnh lại thì bây giờ là không bình tĩnh, chúng ta bằng mấy từ soa soa style. Từ sai nắm mồm, komaru và samuru là không phải. Mấy từ này dễ rồi. Câu số 1 là câu số 6 nào. Câu số 6. 1時間 mo okureta wake o setsumei shite kudasai. Hãy giải thích cái gì đó. Thời gian đi muộn những 1 tiếng này đi. Hãy giải thích cái lý do. Lý do đúng rồi. Jotai là trạng thái này, được chưa? Imi là ý nghĩa này. Chizo là tình hình. Mà cái này là kịch cạ gì nhỉ? Kịch cạ là kết quả nhá, kết quả. Thế thì đáp án của chúng ta sẽ số mấy nhỉ? Hãy giải thích cái sự tình. Sự tình. Cái thực ra cái chỗ này bình thường mình có thể dịch là ryu được chứ nhỉ? Cái từ jizo này còn có nghĩa là gì nhỉ? Cái sự tình bản thân đã gặp phải cái vấn đề gì đấy thì hãy giải thích cho chúng tôi đi. Đúng rồi. Nhá. Hay. Cố lên. Như đi đánh trận đấy. Mọi người thấy giống như đánh trận không? Kiểu như là đang, các bạn nếu mà có bạn nào đang N2 đây, các bạn hãy gì nhỉ? Hãy cổ vũ cho chúng tớ, vì chúng tớ đang vận hết nội công để cho nó nhanh để sang đến N2 đấy. Dining room, bạn nào học tiếng Anh người thì biết đúng không? Dining room là nhà ăn. Nhà ăn thì nó là cái gì? Tìm ra đôi nhà ăn. Đáp số 4. Shokudo. Heya là căn phòng này, kêu sự là phòng học. Go cả là nhà ăn này. Được chưa? Các bạn nhớ nhá. Những cái câu như này có thể chúng ta không biết từ dining room là không biết là gì đúng không? Nhưng mà bây giờ học rồi như này thì nhớ thêm cái từ này nhá, nghĩa là phòng ăn, đúng nè. Hey, tiếp theo. Đúng không? Số 8. Aka-chan ga nete imasu node doa o sotto shimete kudasai. Bởi vì đứa bé nó đang ngủ lên là anh hãy đóng cửa nhẹ thôi nhé. Nhẹ là cái gì đây? Nhẹ, nhìn dễ rồi. Shizuka đúng không? Shizuka. Đóng cửa nhẹ nhàng thôi nhé. Đúng không? Đúng rồi, nhanh nhưng bình tĩnh cả đóng cửa. Đủ cái gì? Hay. Ăn chưa nhỉ? Ăn rồi. Câu này dễ quá rồi, 82. Đúng rồi, 82. Tiếp. 9. Có được khó này. Chữ này người ta đọc là Daininki rồi nhé. Daininki no Ichigo Keiki o Kai ni Taga. Tôi đã đi mua cái bánh ngọt mà được mọi người yêu thích nhất, bánh ngọt là Ichigo là dâu tây à, bánh ngọt dâu tây rồi nhé. Nhưng mà nó bán hết rồi. Bán hết thì là Nikire, các bạn chỉ biết nghĩa từ đấy là giá đã bán luôn đúng không? Ôi sao lại 82? Bạn 82 là nào? Mạng chậm. Mạng mát à? Chả hiểu sao cái máy này, máy phải đổi máy nữa. đông người vào quá mạng lác hết cả, lạng bung lác bét luôn. Ok, 9 là 1 đúng không? Xong luôn rồi. Để cho mọi người làm tiếp bài sau này. Tốt câu 10. Nếu mà đọc được, hiểu được nghĩa câu này, các bạn tìm được ra hết. Câu lạnh dễ. Cái gì? Con người thì ai có điểm dài? Đúng không? Chỗ dài đúng không? Con người thì ai? Chỗ sổ. Chỗ sổ là sở trường, thấy chưa? Sở trường là thì là nó là cái gì? Sở trường là dối tiền đúng không? Đúng rồi, điểm mạnh đúng không? Nhận những cái sở trường. Sở trường thì là điểm mạnh. Rồi, câu số 10, đáp án là số 1. Yeah. Mọi người ơi, đến đây chúng ta đã kết thúc xong 4 đề của N3 rồi đấy. Vẫn còn đề nữa. Và còn đề cuối cùng nữa nào, cố gắng đến 8 giờ xong nhá, trong vòng 7 phút nhá. 7 phút. Đấy, mỗi câu lấy được rồi. Nào, câu số 1. Hai cái chữ vừa nãy gặp rồi. Hai cái chữ là chán thì Chimaranai. Gặp lại 3 lần trong các bài livestream của mình rồi đúng không nào? Từ tuần trước đến giờ. Rồi. Câu số 2. Xem có từ gì mới không? Kanashi. Kanashi. Buồn. Nagate. Nagate. Có. Câu số 2. Câu này khó này. Thì đây. Kare no hanashi wa wakai hitotachi ni uketa. Cái câu chuyện của anh ấy thì thế nào đối với người trẻ? Được nhiều người trẻ tiếp nhận. Nhiều người trẻ tiếp nhận thì là gì? Là Ninki ga arimasu ne. Đúng rồi. Đáp án sẽ là đáp án số 1 rồi. Ninki ga atta. Bạn nào mà nghe các bạn trẻ Nhật hay là xem video mà các bạn trẻ Nhật nói dùng ukeru được đấy nhỉ? Hay dùng từ Ninki ga được trong câu này thế. Đúng rồi. Ukeru. Ninki ga. Câu này thì nhỉ? Rikai sarenakatta, không được hiểu đúng không? Không, ok. Đấy, câu số 3 nhá. Đánh ra câu số 3 đi. Số 3. Mình bắt đầu mệt rồi đấy. Mệt chưa? Mọi người mệt chưa? Xong rồi nghỉ lại làm tí. Đó. Modoshite. Modoshite tức là để lại. Được chưa? Để lại cuốn sách vào Hồng là để giá sách. Giá sách đó. Để lại thì là bằng với lại là gì? Đọc được các chữ Hán này làm được. Ok. Ở đây là nokoste tức là để. Đây là gì đây? Thừa lại, thấy chưa? Chữ này đọc là gì đây? Không đọc được chữ Hán này làm sao đi gì được? Uchuste tức là chuyển sang. Thấy chưa? Cái sự trả lại. Cái sự là trả lại và shimatte là cất. Đúng không? Thì đáp án chúng ta đây là để lại rồi thì là tương đương với là trả lại. Shimatte tức là cất tức là cất khác, bỏ đi đâu đó. Còn đây là mình mượn xong mình trả lại bằng nhau. Được chưa nào? Thế rồi, em mệt quá. Tiếp theo. Yamamoto-san wa totemo teinei ni setsumei shite nai. Lại teinei. Teinei là gì? Vừa nãy teinei là teinei ni souji suru đúng không? Vừa nãy là dọn dẹp cẩn thận, còn bây giờ teinei ni setsumei suru là giải thích một cách cẩn thận đúng không nào? Đáp án sẽ là shinsetsu ni. Rồi. Tức là giải thích với một cái tâm trạng rất là có thiện chí nhá. Hay rồi. Được chưa? Rồi chúng ta bước sang câu số 5. 5 nào, cố lên. Anh em đồng bào rồi. Câu số 5 số 6 mấy nào? Lại mà môn nó cự kìa anh. Đó. Mà môn nó mô sư. Ôi câu này dễ quá này. Tiếp theo nhá, câu 6. Vừa nãy câu trên có rồi mà môn nó cự thôi. Chính là câu này đúng không? Câu 6 này. Đây câu này khó này. Câu này các bạn cho các bạn đi. Katteoita biru ga kirete shimatta. Rồi, mọi người mà làm đúng câu này thì thưởng 500.000. Thưởng luôn 500.000. Anh có tiền không? Hả? Cho mọi người. Anh có tiền không? Không có. Hay. Đâu rồi, đáp án đâu rồi? 51. 6 mấy chứ có 6. Sao lại 81 nữa nào? Đây là đang đến 6 là câu 6 này. Kirete. Chưa thấy ai nói gì cả. 64. Warekunatte. Ồ, đáp án 4. 61. Ồ, nakunatte. 1. 61. Có 500k rồi. Cho tiền luôn. Đó, 500k này đâu. 500k cho giải. Tặng các bạn đã chọn đáp án đúng câu này nhá. Câu 6 của chúng ta đáp án là số 500.000. Anh có tí okay. Bóng 61. Đúng rồi. Khi đến tê tức là hết đúng không? Hết là người nát tê được thế. Hết rồi, xong rồi. Được chưa? Rồi. Đấy, tiếp theo. Số 7 này. Kino kaita sakubun Nihonji no tomodachi ni machigatta tokoro ga nai ka shirabete moratta. Lại shirabete moratta. Shirabete moratta vừa nãy chúng ta học từ này rồi mà mình check trước đúng không? Câu này dễ rồi. Mình tô luôn. Được chưa nào? Đấy, tiếp theo. Câu số 8 này. Đây câu này thì cho các bạn nào. Tetsuzuki ga mendo de iya ninatta. Iya ninatta. Cái là gì đây? Đáp án 1. Jimmy. Jimmy. Jimmy là gì ạ? Giản dị, đúng không? Fukuzatsu. Heta kiken. Biết chữ kiken rồi đấy. Đáp án số mấy nào? 728. 7282. Sensei ship cho em đi. Ship 500k cho em Mai Hương. Nào, có 8 mấy nào? 82 đúng rồi. Buồn chuyện này. Cho anh 2 phút nữa. Xong rồi. 82 chính xác rồi. Wow. Tiếp còn 2 câu này, làm nốt đi cho đáp án đi. Comment vào xong rồi giải quyết. Câu này 2 câu này quá dễ rồi. Nào, 10. Nào em mua thì ca cho mọi người hết. Sao bọn mẹ làm để chán nhỉ? Quá khô khô. Không nhìn về em cần phải cho mặt vào màn hình á. Mày mắc chất đấy. Hai, ok. Đáp án đâu ạ? Đáp án 2. Đáp án 9 nữa mà. 93. Mạng bị lá. 93 10 mấy nói luôn đi nào. Nói cho mọi người xem có đúng hết rồi. 93 14 14 được rồi, loại bỏ từng cái đi. Đúng rồi, Hikoshi tức là chuyển nhà, Ugoi tạ tức là chuyển động, Toma tạ tức là ngủ nghỉ, Uchip tạ tức là di chuyển, cái tạ là đổi hay là trở về, cái tạ ta chúng ta đang số 3. Ok. Và đây mông cự là phàn nàn là mới bất mãn, đúng không? Ok. Mông cự. Đây à. Chữ môn này. Chữ này đọc là gì đây? Suy cả. Cả thêm rồi thế. Đội trên Facebook có từ Tomachi o tsuika shimasu. Tức là thêm bạn. Okawari tức là thay cho. Đấy. Hay là từ này này, khi mà chúng ta ăn cơm á, chúng ta muốn xin thêm một bát nữa thì chúng ta sẽ nói là Okawari onegai shimasu. Được chưa? Okawari onegai shimasu. Không phải ăn cơm mà là gì? Chúng ta uống một cốc nước thì Okawari onegai shimasu cũng được. Thế nào? Xong. Xin cảm ơn các bạn học N3 đã nhiệt tình comment cũng như là theo dõi bài giảng của chúng tôi. Bây giờ xin mời các anh em N2 hãy vào đi và chúng ta sẽ cùng làm một đề cực kỳ hay. Hôm nay là đề lần đầu tiên mà bọn mình sẽ livestream về N2. Đầu tiên thì không làm đến N2 đâu, nhưng mà các bạn kêu quá nên là sẽ vẫn phải làm. Và hôm nay thì trong buổi đầu tiên ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái đề của năm ngoái. Mình nghĩ là có nhiều bạn khi mà đang học, ví dụ học N2 chẳng hạn, chắc là sẽ muốn là làm thử xem là cái trình độ hay là cái mức độ nó sẽ như thế nào khi mà đi thi, đúng nào. Nên là hôm nay cái buổi đầu tiên dành cho các bạn N2 này, chúng mình sẽ live một chút để cùng nhau chữa đề phần từ vựng nhá, phần từ vựng và chữ Hán nguyên theo cái đề mà bọn mình lấy được ở trên mạng. Tức là đề gì nhỉ? Đề được trích dẫn là đề thi GPT N2 năm 2016. Ok, và chúng ta hãy cùng xem nó khó dễ như nào thì cùng nhìn trên đây nhá. Hay và N3 vừa xong cái các bạn đã bye bye ra ngoài luôn rồi. Còn 1.400 nữa rồi. Học hành thế thì học hành thế thì. Nhưng mà N3 thì thôi không xem N2 nữa chứ, đúng không? Rồi, trong thời gian mình đang trong thời gian chờ thầy Dũng CT, chờ thầy Dũng mở slide ra thì các bạn hãy ấn like và tim, để tí nữa khi mà làm rồi thì không được bấm gì, không có lag mạng nhá. Hay. Ok, mọi người sẵn sàng chưa? Và chúng ta, các bạn đều download đề về làm rồi đúng không nào? Hay. Sensei ơi, che mất đề ở phần đầu rồi, nâng cao máy lên chút đi ạ. Nâng rồi mà. Đâu rồi? Chưa? Bấm vào đây gì? Không đâu. Không phải bấm vào đây gì cả. Giải lao gì? Thầy cô ấy mệt thế này. 1.300 rồi. Đây là đề thi N2 nhá. N2 của năm 2016 đấy. Rồi, xin mời các bạn làm 2 câu đầu tiên. Nào, nhìn xem là có giống với những cái gì mình hay ôn không. Các bạn mà N3 vừa đi ra thì nhớ để lại lời cảm ơn nhé. Oyasumi nasai, bye bye. Quẩy nốt N2 thì đúng rồi, phải quẩy nốt N2 đi chứ. Đúng rồi, chúng ta phải quẩy đúng không nào, phải quẩy cho nó tới bến đi. Câu 1, câu 2 nào mọi người, câu 1, câu 2 điền đi nào. Đây, N2 đây, cũng bình thường thôi. Phần chữ Hán thì chúng ta phải tua nhanh nhá. Tại vì N2 bài này dễ, chúng ta sẽ làm trong vòng 15 phút, 20 phút tất cả. Các bạn sẽ thấy đi thi N2 cũng bình thường thôi nhá. Đây. Cái từ này ở trong trô này, chắc chắn nó là trô rồi. Còn 1.200. Không sao. Đáp án chưa? Cho đáp án chưa? Để đấy. 1 là 2 và 2 là 2. 1 là 2 và 2 là 2 đúng không? Nhầm rồi. Nào, đọc chữ Hán nhá. Thế này mà học hành không cẩn thận là về vườn thế này. Kỳ chô, ok. Đây là gì đây? Đây là không phải là Kiyashi đâu, mà là Ayashi. Ayashi. Rồi. Ayashi là gì con? Giải thích từ nhá. Trên này Kicho gì nhỉ? Kicho là quý giá chứ nhỉ? Quý. Tài liệu quý giá. Tôi đã được thầy giáo đưa cho xem cái tài liệu quý giá. Rồi câu số 2, chữ Hán này đọc là Ayashi là gì nhỉ? Đáng nghi. Nghe câu chuyện đó thì tôi cảm thấy nó rất là đáng nghi. Đúng rồi. Sono hanashi o kite Ayashi totemo Ayashi to omotta chứ nhỉ? Một người đáng nghi đúng không? Ayashi hito. Hay. Được chưa? Tiếp theo. Đâu rồi? Em cầm đâu? À, đây, em cầm à? Đấy, tiếp theo này. Câu số 3, 4, 5. Làm luôn đi, cho đáp án đi. Đây là phần đọc chữ Hán nên là dễ rồi. Phần đầu của đề thi bao giờ phần đọc chữ Hán này đúng không nhỉ? Câu số 3, 4, 5 nào. Câu số 3 đáp án mấy mọi người ơi? Câu số 3 đáp án mấy? Thế để cho đọc hết đi. Làm luôn đi. Nào, 3, 4, 5 nào. Một chữ rồi. Cho đáp án đi. Xài hết thì... Hoa hướng dương 24 này, 1224 này, cái gì đây? Đây là 345 rồi mà. Sang câu 345 rồi. 345 các bạn điền mấy nhỉ? Hay do mạng chậm nhỉ? 12 à? À đây 4351 thế này, trái tim băng giá trái tim thế này. 3433 này. Ok. Ngọc Tâm 3 này. Rồi anh cho đáp án đi, anh chọn đáp án luôn đi. Câu số 3 đáp án là gì nhỉ? Yoshi. Đúng rồi, khoanh tròn là Yoshi. Câu số 4 đáp án là Tomo. Và câu số 5 đáp án là gì nhỉ? Số 1 rồi. Đáp án là 2, 3, 1. Đúng chưa? Nào xem 5 câu đọc chữ Hán đúng chưa nào? Rồi. Chữ Hán mà không được 5 điểm để phí lắm. Đúng rồi, chữ Hán mất điểm là sẽ là phí. Chúng ta sẽ nhìn nhá. Phải dịch chứ anh. Rồi. Sato sensei và Yoshimo seikakumo ie. Cái gì nhỉ? Yoshi chỗ này là gì đấy? Là cái nội tâm, tính cách, nội tâm, tính cách. Còn seikaku... À không phải. Yoshi là cái gì nhỉ? Cái dáng vẻ bên ngoài chứ. Đây. Rồi, câu số 4 là gì nhỉ? Kéo theo từ tomo nao nghĩa là kéo theo nhá. Cái này là một cuộc thí nghiệm mà nó kéo theo cái gì nhỉ? Cái nó đi cùng với cả những cái nguy hiểm. Và câu số 5 của chúng ta này, Gambo. Gambo là gì nhỉ? Gambo là ước muốn, nguyện vọng nhá. Ước muốn, nguyện vọng. Trước đây thì cái ước muốn mà được sống ở nước ngoài của tôi thì rất là mạnh mẽ, được chưa nhỉ? Xong. Rồi. Tiếp với chữ Hán. Chúng ta sang dạng bài thứ 2 trong phần này, đó là gì nhỉ? Hai chữ Hán này. Đâu, đây là đọc từ chữ Hiragana sang chữ Hán mà. Rồi, chỗ này chúng ta phải nhìn tinh để nhìn ra chữ Hán của mình nhá. Câu số 1 và câu số 7 là gì đây nhỉ? Số 7 là gì đây? À, số 6 chứ. Số 6 là gì nhỉ? Đáp án mấy đây? Yuji no ie ni maneta. Mày mọc. Ừ, mình có từ manekineko là con mèo may mắn đúng không? Đúng. Ok, chữ Hán sẽ đọc vào gì đây? Chiêu nhá. Maneku. Được chưa nhỉ? Maneku. Hai. Mời. Câu số mấy nhỉ? Câu số 7 là gì nhỉ? Hosho. Hosho sarete được. Cái sản phẩm này thì cái tính an toàn nó được bảo chứng, bảo đảm. Nhưng mọi người đến đáp án mấy nhỉ? Chữ Hán nào? Wow. Phần chữ Hán lẽ ra không phải sạch đúng không? 73. Xong. Tiếp. Còn tiếp theo đi. Đây, 2, 3 câu này khó này. Đấy. Rồi, xin mời các bạn điền 3 câu 8, 9, 10. Chọn đáp án đi. Số 7. Nhờ 8, 9, 10 thôi. 6, 7 xong hết rồi. 6, 7 vừa chữa rồi nhá. Chúng 82 phương nhân 6732, bây giờ vẫn 67 nữa nào. Rồi 6732 là 6273 đúng không ạ? Ô. Em mà nhá. Cái gì? Mama. Em biết. Em mà. Rồi, đáp án của mình nha, các bạn có đáp án rồi đúng nào? Câu số 8 đáp án của chúng ta là số 2. Đấy nhỉ? Moyoshi bằng với từ meeting này này. Nghĩa là cuộc họp nhé mọi người nhá. Ở cái doanh nghiệp này thì tổ chức rất là nhiều cuộc họp Moyoshi, đấy nhỉ? Cuộc họp. Rồi chữ Hán thì là Moyoshi nhá. Chữ kia là từ gì nhỉ? Chữ kia là chúng ta sẽ thấy trong từ teke đúng không? Hay là teke chứ, teke là liên kết đúng không nào? Còn đây là từ gì đây? Trong từ suishin, suishin là gì đây nhỉ? Tiến cử. Xuất tiến đấy, xuất tiến đấy. Tiến cử rồi. Tiếp này và cuối cùng chữ này chúng ta sẽ gặp trong từ gì nhỉ? Kenri, quyền nhá. Thì các bạn nhớ từ này nhá, Moyoshi, 3, 4 từ rất là giống nhau đúng nào? Meeting là cuộc họp. Rồi, câu số 9 chúng ta sẽ điền đáp án số 1. Số 1. Số 1 này các bạn có dịch được nghĩa là gì không nhỉ? Đoán được nghĩa xem nào. Cái này là cứng nhá, còn cái này là vàng, là tiền. Tức là kim loại. Kim loại. Thế bây giờ là đi đến ngân hàng để đổi gì nhỉ? Đổi từ tiền giấy sang tiền. Đúng rồi, đổi từ tiền giấy sang tiền gì nhỉ? Tiền là tiền đồng kim loại á. Tiền xu. Rồi. Và câu số 10 chúng ta điền đáp án đúng nhỉ? 14 đi hả? 14. Đúng chưa? Wagashi no shouhin wa koko de seizo sarete được đáp án số 4 rồi. Số 4 cái này nghĩa là gì nhỉ? Chế tạo. Chế tạo nhé. Cái sản phẩm của công ty thì của công ty chúng tôi thì được chế tạo ở đây seizo. Hay như vậy là chúng ta đã qua 10 câu trong phần gì nhỉ? Kanji, đọc kanji và đọc hiragana của nó nhá. Đấy, đề thi N2 nó chỉ có thế này thôi. Nếu mà học chắc thì không vấn đề gì đúng nào? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu bước sang phần điền từ, gọi là từ ghép với những từ khác. N2 có khó không? Bình thường mà. Chả khó gì cả. Nào, câu số 11 và số 12 nào. Số 11, 12 nào. 11. Đàn số kết quả nó chỉ là để điều tra. Điều tra về cái sự sai khác. Sự khác nhau. Sự khác nhau về cái gì đó. Từ này các bạn nhớ nhá, trong phần này chúng ta gọi là học được từ nào thì nhớ từ đấy. Chúng ta sẽ có từ cái côn cẳng. Cái côn cẳng là cái quan điểm kết hôn. Cái suy nghĩ về hôn nhân. Tìm hiểu về sự khác nhau giữa về suy nghĩ hôn nhân giữa nam và nữ, nam giới và nữ giới. Còn câu số 12 của chúng ta mọi người đến đáp án mấy? Cô đề hoa cái gì là suizun, trên là có suizun nhá. Suizun là quy chuẩn. Tiêu chuẩn hay trình độ. Trình độ. Chỗ này là trình độ. Rồi, câu số 12 các bạn chọn đáp án mấy nhỉ? Đáp án số 3 ấy nhỉ? Ừ, đúng rồi. Ở đây thì sẽ được tiếp nhận những cái gì nhỉ? Những cái phương pháp điều trị, đấy nhỉ? Trị liệu mà ở trình độ cao. Cái từ season chúng ta có thể hiểu bằng từ level, đấy nhỉ? Trình độ cao nhá. Cô season. Cô season. Bây giờ sang đến N2 phát thấy nhìn oải luôn kìa. Hay là có vẻ như N2 học ít hơn à? N2 học ít hơn. Không sao. Rồi, tiếp. Tiếp nhá. Ok. Đây, 3 con nữa là xong rồi, 3 con nữa là xong rồi. Kyo ở đây các con cô kỳ đệ Nihon no kei ni tsuite mananda. Câu số 14. Kaito shitemo, kaifu shitemo, shio no mono wa henpin kano. Kano desu. Và câu số 15 nào, Jukensei nado de benkyo no mainichi da. Là các bạn điền 3 đáp án nào. Bây giờ lại N3 đi ạ, N2 đi anh. Đăng N nào có biết không? Trời ơi, buồn với cái thân phận. Mọi người biết không, những cái bài dạng này đi thi thì như chỉ có chúng ta chỉ được làm trong vòng 15-20 phút thôi đấy nha. Nên là làm nhanh lên nào, nhìn là bắn tung tóe luôn nào. Câu số 1 ta lấy nào, câu số 13 nào. Kyou wa Daigaku no Kogi de Nihon Shiki. Nhớ từ này nhá, Nihon Shiki no ke tsuite mananda. Đúng nhỉ? Hôm nay tôi đã học gì nhỉ? Học về cái kinh doanh gì nhỉ? Kiểu Nhật. Nihon Shiki là kiểu Nhật, đúng nhỉ? Nihon Shiki. Hai. Rồi, câu số 14, kai gì nhỉ? Kai fustemo là dù có mở ra. Ví dụ chúng ta có một cái hộp hàng gì đấy người ta gửi về cho mình, xong mình bóc ra nhá. Kai Fustemo. Đáp án số là gì nhỉ? 4, đúng rồi. Missio no mono. Henpin là nó có khả năng trả lại hàng đối với những cái đồ mà chưa sử dụng. Sẽ được đúng không? Và câu số 15 đáp án của chúng ta là Zuke. Zuke. Zukensen nào đấy, Benkyo Zuke no mainichi da. Là gì con? Vì là gì nhỉ? Vì là chuẩn bị đi thi đúng không? Thế nên là mỗi ngày đều gì nhỉ? Đều chăm chú tâm, gọi là gì nhỉ? Đắm chìm trong học hành đấy. Benkyuzuke là gì nhỉ? Mình chỉ có chú tâm vào học hành mà không có làm cái gì khác nhá. Benkyuzuke. Các bạn là... nhớ từ này nhá. Benkyuzuke. Đây là học sinh đang ôn thi này, học sinh ôn thi. Hay ví dụ như chúng ta đúng không? Mosugu shiken nanode mainichi benkyou zuke desu ne. Đấy nhỉ? Cho cái câu này vào bản thân mình luôn đúng không? Khi mà các bạn học tiếng như này, khi nào mà thấy có từ nào hay ấy, thì nhớ phải học nhá. Và mình thấy từ benkyou zuke là một từ rất là hay, các bạn nhớ nhá. Ok. Hay, và chúng ta nhìn tiếp này, sang môn bài 4, cái phần này sẽ là gì nhỉ? Điền từ vựng, từ vựng. Vào câu đúng không? Vào câu. Câu số 16, 17 các bạn điền đáp án mấy nào? Sao có mặt tức thế này? Ai tức này? Đâu là nhiều ai tức? Đây. Tức vì đói. Không, tức là vì ghét mình đấy. Ai ghét mình đâu, ai vào xem clip mà ghét mình đâu. Đây. Đấy, ok. Rồi. Nào, câu số 16, 17 đáp án mấy nào? 16, 1 kìa. 17 mấy? 17-1, 16-1, 17-1. Ôi, có vẻ khó đấy. Đấy. Nào mà đi hết rồi kìa. Khó thế trời á. Khó hả? Thôi làm luôn đi. 16-2. 2 đúng rồi. T kiều tức là cung cấp. Đấy. Câu này chúng ta dịch như sau nhá. この大学では一般向けの講座を開け、社会に学習の場を提供している。 Chúng ta có từ gì nhỉ? Ippang muke nghĩa gì nhỉ? Cho cộng đồng, cho tất cả mọi người. Thế câu này mình sẽ dịch nhỉ? Ở trường đại học này thì có mở những cái giờ học mà dành cho tất cả mọi người. Thế nên là gì đấy? Nó cung cấp, Teikyo cung cấp cái nơi học hành cho xã hội nhá, nơi học hành cho xã hội. Đúng rồi. Câu số 17, mọi người chọn đáp án mấy nhỉ? Kotoshi no natsu wa gì nhỉ? Atsusa ga kibishiku shigoto kara ie ni kaeru to tsukarete gì nhỉ? Guitaristeri, hôm anh nhớ cái từ này nhá. Guitaristeri là gì nhỉ? Mệt đờ, mệt lử. Mệt lử, mệt lả người ra nhá. Mệt lử, mệt lả người ra. Còn mấy cái từ này biết không nhỉ? Sicari thì nhỉ anh nhỉ? Sicari tức là chắc chắn. Chắc chắn hay là chỉn chu, làm việc chỉn chu đúng không? À, nói tỏ sicari desne. Tiếp này còn sicari là nói về tâm trạng thoải mái. Hôm trước gặp rồi đúng là. Và gissiri là gì đấy? Nhồi nhét cái gì đó thật là chặt rồi. Gissiri đấy. Gissiri tốt. Chưa mệt được. Chưa mệt được. Đấy. Lần dịch câu này là gì đấy? Mùa hè năm nay thì cái nóng khắc nghiệt đúng không? Nên là cứ mỗi khi đi làm về thì tôi cảm thấy mệt, mệt đến lạ người ra nhá, mệt đến lạ người. Được chưa nhỉ? Ok. 900 anh em cố lên nhá. Nào thôi bấm like nghỉ một tí để cho có tinh thần nào. Còn mấy trang nữa? Hết rồi. Có môn đây 4, môn đây 5, môn đây 6 hết rồi, còn 2 môn đây nữa. Rồi nào, nốt nào, 18 19 mọi người thử điền nào, 18 19 nào. Em học thì ít chơi thì nhiều. Đây là chữ cứng này. Ao tộ tức là bị ao, bị rớt này. Vì ao ra khỏi loại. Đau, đau tức là gì? Đau lót về hay là bị xuống ngã, xuống. Đau cũng có nghĩa là xuống này. Sốc là sốc. E là lỗi. Rồi thế điền ra làm mấy đấy? Gakusei-jirai no yūjin ga watashi no namae wasurete ta no de totemo datta. Đến cái đứa bạn thân hồi học hồi còn là học sinh sinh viên đúng mà quên mất tên của tôi nên tôi rất là ao là đau là sốc hay là era sốc là đúng sốc còn gì đúng không? Đúng mà, đúng không? Không nhớ tên mình đúng không nào thì rất là sốc nhá. Và chúng ta nhìn ra câu số 19 nào. 19 ni gì nhỉ? Nimotsu oitara toru hito no chōchō ni narimasu. Narimasu yo. Số 1 mọi người đọc là gì? Mendo. Số 1 đọc là mendo. Số 2 là gì nhỉ? Số 2 là jama. Jama gì đấy? Jama tức là làm vướng cản người khác. Vướng cản, vật cản trở luôn. Đây là higai. Higai gì nhỉ? Higai tức là gây thiệt hại. Thiệt hại. Và cuối cùng chúng ta có từ muri. Muri là gì nhỉ? Muri sinai thì ra sao? Muri là những cái vô lý quá sức đúng nào? Thế thì các bạn sẽ điền 19 mọi người điền số 1 đấy hả? Mendo à? 19 đáp án 4 à? 19 đáp án 2 hả? Bây giờ ơi, học hành kiểu gì này? Này có khổ thân tôi không? Cái câu này đoạn N3 cũng làm được cái chứ. Đủ ở đâu ấy. Để cái đồ nên là làm vướng cản người khác chứ đúng không? Làm vướng cản là chúng ta phải đọc cả câu này là để đồ ở trên đường đúng không? Làm vướng những người ấy đi lại đúng không? Tức là sau phiền phức rồi. Với cả từ mendo thì người ta thường dùng trong từ mendo miru chứ nhỉ? Ví dụ như là chăm sóc ai đó đúng không nhỉ? Sự phiền hà. Còn đây là vật cản trở nhá, làm vướng cản. Các bạn nhớ từ này nhá, jama ni narimasu. Đúng, đúng chưa? Tiếp tục. Hai câu cuối cùng của môn đề 4. Skoshi nagame no nobori zaka datta ga nani nanode sore hodo tsukare nakatta. Chúng ta có ok cho mọi người làm đáp án luôn nhá. Mình nghỉ một tí. Câu này khó em giải đấy luôn đi. Đoán bừa thì đoán bừa nữa. Đoán bừa đi, đoán bừa đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. 18 2 19 2. 18 là 3, 19 là 2. 20 21 đi nào. Làm chữ nó nhanh nên không mọi người chạy mất. Còn có 95. Rồi, câu số 19 của chúng ta đáp án là 20 chứ đáp án là số 3. Và câu số 21 đáp án là số 1. Rồi, các bạn nhìn nhá. Skoshi nagame no noborizaka datta ga chấm no de sore hodo tsukare nakatta. Chúng ta mặc dù là một cái dốc leo lên hơi dài một chút đúng không? Thế nhưng mà nó lại khá là thoai thoải. Chúng ta sẽ hiểu từ cái này là dốc thoải nhá. Mặc dù là dốc nó khá là dài nhưng mà lại dốc thoải. Thế nên là gì nhỉ? Không mệt đến mức đó. Chúng ta có từ otonashi là nói về tính người là trầm tính. Đúng nào là trầm tính. Là ít nói hiền lành. Sasayaka gì nhỉ mọi người nhỉ? Sasayaka là giản dị hay là còn dùng những từ ví dụ như là tỉ mỉ nữa, kỹ lưỡng. Và cuối cùng Yowashi, hai từ yowa của chúng ta nhé. Nhìn rất là chữ kinh đúng không? Yowashi là gì nhỉ? Lòng lèo, eo uột, yếu nhá. Được chưa nhỉ? Dốc dài nhưng mà lại thoai thoải, thế nên là không mệt đến mức đó. Và câu số 21, tại sao đáp án số 1 chúng ta nhìn này? Shusseki sha wa minna kairi ni sekkyoku teki ni sankashi ike no kogan shiatta gì đấy nhỉ? Tất cả những người tham gia thì gì đấy đều tham gia cuộc họp một cách rất là tích cực và thế nào đó trao đổi với nhau một ý kiến một cách vô cùng là kappatsu ni đấy nhỉ? Kappatsu là gì nhỉ? Sôi nổi, trao đổi với nhau rất là sôi nổi, trao đổi ý kiến với nhau rất là sôi nổi nhá. Cái từ kappatsu đôi khi dịch là trẻ con thì anoko hoặc kappatsu desne. Thì bây giờ chỗ này trong trường hợp dùng như một phó từ thì gì đây nhỉ? Trao đổi với nhau rất là sôi nổi. Thế thì những cái từ khác mọi người đọc được không? Nhìn chữ Hán khá rất là kinh đúng không nhỉ? Chữ này mình sẽ đọc là gì nhỉ? Emani desne. Từ này mình sẽ dịch là viên mãn nhá, hay trọn vẹn. Câu số 3 chúng ta đọc là kibin. Từ này khó quá. Từ này hơi khó đúng không? Kibin ni là gì nhỉ? Lanh lợi. Và cuối cùng là từ này là no gì nhỉ? Noko là nồng hậu là gì nhỉ? Hay là ví dụ như là noko naido sẽ là gì đấy? Màu đậm nữa nhá, màu đậm. Ok. Xong. Vẫn còn một câu nữa à? Đúng không? Hai. Rồi, sang đề khác rồi. Câu 22 mà. Em mới còn câu 22 nữa. Ok, chúng ta còn một câu 22 nữa, mọi người làm nốt nào. Rồi, còn xuống 800 anh em. Thế này cứ sóc không làm lần 2 nữa nhé. Đúng rồi, lần 2 không làm nữa. Hôm nay làm thử một bài lần 2 về đấy các bạn kêu quá, cuối cùng chẳng ai chịu làm bài tập gì cả. Thế đấy. Đoạn bấy nào. Ateyama được là đúng. Skekuai được tức là thêm vào. Ikichi tên là gì đấy con? Đến nơi. Còn warikomu tức là xen ngang. Đáp án của chúng ta là gì nhỉ? Nhìn thấy hàng mà thấy có người cảm thấy tức giận vì gì đây? Vì xen ngang nhá. Warikomu là xen ngang. Retsuni narandeta ra watashi no mae ni gouko ni chấm warikonde kita hito ga ite iya na kibun ni natta. Going tức là going. Em vừa đọc là gì? Ô tô là cướp. Going là gì đấy nhỉ? Tôi đã xếp hàng thế nhưng mà gì đấy tự nhiên có người gì là xen vào trước tôi thì tôi thấy rất là khó chịu. Kibun na iana kibun ni natta nhá. Going như kiểu là cố tình nhỉ? Cố tình ép dùng chen ngang vào. Hay còn một chút thôi, cố lên mọi người ơi. Em đuối quá. Sensei đuối nữa ba thì còn ai thêm mà chẳng ít. Đúng rồi. N3 làm sao nhảy vào chơi N2 được. Nào, câu số 23. Điền gì đây? Đố mọi người điền từ này đấy, đoán thế nào. Chỗ này sẽ là tìm từ mà nó có ý nghĩa gần với từ trên nhá. Chỗ này đọc là gì nhỉ? Yukai là humor ga hito, là omoshiroi hito đấy nhỉ? Là người có tính hài hước. Thì đáp án sẽ là bao số? Dễ rồi, vui tính gì đây? Số 1. Ok. Tiếp, yamoi nai tức là buộc phải trong mẫu ngữ pháp có. Thấy các con thấy không? Ngữ pháp nó cũng ra từ vựng đúng không ạ? Cái từ này trong tiếng khi mà dịch ra chúng ta sẽ dịch vào một từ bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ là chúng ta có cố làm cái gì cũng chẳng cách nào nữa rồi. Thế thì chúng ta sẽ điền ra bằng mấy nhỉ? Sore wa tasukani yamoi nai koto da to oimasu. Cái này là phí, tsumara là chán là không phải. Nasake nai là nhục. Nasake nai là nhục quá. Nasake nai đó. Và chúng ta có từ cuối cùng là gì đấy nhỉ? Shikata nai là gì nhỉ? Không còn cách nào khác. Bất đắc dĩ. Được chưa? Xong. Tiếp, chuyển ra nhá. Nốt 3 câu cuối cùng. Skoshi ikinuki shita hou ga ii yo. Câu này chắc là nên nói với mình đây. Nên nghỉ ngơi một chút đi. Ikinuki nhá. Ikinuki. Đúng rồi. Đáp án sẽ là số. Thảo một tí đi. Yasunda hou ga ii desne. Được chưa nhỉ? nên nghỉ một chút đi. Thôi nghỉ một chút đi. Và chúng ta cố nốt mấy câu nữa xong rồi nghỉ nhá. Đấy. Tiếp theo câu này mới khó này. Câu này đố các bạn trò bạn. Câu này chả khó, câu này có một lần em nhìn thấy trong đề N4 rồi. N4 mà cái câu này thầy Dũng chuyên chị nói này, N4 này. Gì à, duy tê được. Xem ai làm được không nhá. Bạn nào mà xem được đúng cái từ này thì chứng tỏ là chăm chỉ xem thầy Dũng. Hai mấy đây là 26 mà 26 là mấy? 24 là 4 rồi. 25. 25 là 4, 25 là 3 như kìa. 26 là mấy đây? Các bạn làm sai. 8 tiếp theo mà đang 26 mà. 26 là 4 là may mắn. 26 là 4. Đúng rồi, 26 là 4. Rồi, tsuiteru, kyou wa tsuiteru desu ne. Là gì nhỉ? Hôm nay đỏ. May thế, đỏ thế nhá, nhớ từ này. Số đỏ, nhớ chưa? Tsuiteru, số đỏ. Số đỏ. Rồi, chứng tỏ là cũng biết đấy. Được đấy. À, kyou wa tsuite nakatta. Đen quá. Chỉ là phủ định của nó thôi, tsuite nakatta. Được chưa? 262 là đáp số 2 này nè. Số 4. Được chưa? Phương Nhàn, arigatou gozaimashita. Đi ngủ với xong, arigatou. Hay, một câu nữa. Tsuneni. Tsuneni chữ Hán như sau ạ? Là itsumo. Tsuneni là thường, là luôn luôn nhá. Và chúng ta sẽ có đáp án số 4. Thế nhỉ? Đáp án số... À đâu, đáp án số 2 chứ anh. Đáp án số 2 ớ. Itsumo. Anh là 4 đâu. Itsumo. Anh nói em là 4, em cũng tưởng anh bảo là 4. Rồi. Xong rồi. Tối nay còn một tẹo nữa rồi. Ô, bài này mới là thật nhiều. Thế thôi bài này nghỉ. Có 5 câu đấy, có 5 câu. Thôi cái bài này đơn giản. Cái này thì anh chữa thôi. Bạn thử làm thế nào. Em trồ là kéo dài đúng không? Kéo dài. Xem nào. Thử đọc không cho đáp án nào. Xong. Câu này có 28. Tận 31.000 lượt xem rồi. Tức là bao nhiêu? Tận 31.000 thì xong đến rồi. Bằng cả một cái sân vận động. Sân vận động này chay có 20.000 thôi. Nhưng mà sân vận động kiểu New Camp á. Sân vận động New Camp ở bên Barcelona là 40.000. Gần đây cái sân ở bên Barcelona. Quá ghê. Ngất gì mà ngất, làm đi. Em trồ kéo dài. Cho làm đi. Xem nào, em đọc xem. 1 người 3, 2 người 3, 3 người 3, 28 3. Thùy Nasi cũng là 3. Cuộc họp, nhìn vào cuộc họp nên chọn. Cũng được. Đúng rồi, cái gì. Cuộc họp, chọn. Đúng rồi. Nhìn thấy em trồ là nhìn thấy cái gì cho vào thấy chưa. Cuộc họp được kéo dài ấy. Hơn 1 tiếng. Kinh thế nhỉ. Đấy. Câu 1 không phải. Câu 1 không phải. Câu 1 gì đây? Atenko de desaga unten no yameta tame. Vì đây do gì nhỉ? Cái đoàn tàu này bị ngừng. Unten no yameta là gì nhỉ? Không chạy nữa do thời tiết xấu và cái gì đây? Ngày xuất phát đã được đổi sang chứ không phải kéo dài, đổi sang dùng từ này. Không phải Enko, không chúng ta sẽ dùng từ này. Đổi sang bài nữa là Enki không ạ, em dạy rồi đây. À Enki. Enki thì đấy, được chuyển sang này đấy. Enki. Enki sareta. Được chưa nào? Thì mới chuẩn xác. Còn câu thứ hai là Enko này. Cái thiết kế ban đầu thì là 2 tầng thôi nhưng mà gì nhỉ? Tôi lại quyết định chuyển sang gì ạ? Nhà 3 tầng. Phải là Date đấy. Bạn nhớ câu này, sangai datte, nikai datte, sangai datte. Cái chữ này là henko đấy, không phải encho nữa, phải là henko thì cái chuẩn. Được chưa nào? Tiếp cái câu này, densa no naka de inemuri shite. Tôi ngủ gật ở trong xe điện nên là đi quá 1 ga mà cái ga tôi xuống. Đây là cái ga của mình xuống này. Nhưng mà lại đi quá thì người ta dùng đi quá 1 ga. Ichieki thì người ta dùng từ nori sugosu, ok? Sugoshite shimatta. Đấy nhỉ? để đi quá một gà, được chưa? Hay. Tiếp theo có 5 câu như thế này nhá, xong một câu rồi. Câu số 2. Cái chữ này các bạn bỏ cho mình, chữ này thì chúng ta là Ksata hỏng, được chưa? Ksata hỏng. Hỏi thêm người nhận không đầu chàng đấy, tên phải không tìm được. Ok, Ksata. Nào thử làm cái này xem nào. Hay làm gì? Nhưng mà cái từ này các bạn phải hiểu. Ai mà chưa biết từ này thì không làm được câu này. Sabi đựng tức là bị dỉ, được chưa? Khó nhỉ? N2 khó nhỉ? Dỉ. Đấy nó bị dỉ. Nhé. Còn danh từ của nó là sabi. Sabi là những cái gì đó dỉ, dỉ sắt á. Thế nào? 291 294 294 292 293. Kiểu gì có người sai kiểu này. 1234 đều có hết. Đáp án hen gì đúng không? Thế chứ thì đợi em ngồi gì cả nhé. Nên nó sẽ là 4. Biết Sơn nói cái gì em? Thấy chữ thiết ở đầu đây là thấy. Đúng rồi. Này siêu đấy, nhìn thấy chữ này chứ. Tết sự. Tết sự là tết chữ là sắt đúng không? Cái gậy sắt này nên là kiểu gì liên quan đến gì rồi, thì nó đúng rồi. Chính xác siêu đấy. Được rồi, nhớ chưa? Thì đây, cái gậy sắt này cứ để suốt ở bên ngoài nhà nên là nó dỉ, nên là nó chuyển sang màu gì đây? Màu trà, gọi là màu gì nhỉ? Màu gì sắt thì nó thành màu gì ấy? Nâu. Màu nâu à? Chay đô, cứ nạt tì được. Được chưa? Đây. Còn cái này đâu đây? Bố đi ueta. Sokubutsu ni mizu yaru no wasurete itara. Tức là mình quên không cho nước á, nên là của hoa thì nó sẽ bị héo đúng không? Tóm lại là hoa với nước thì không thể là gì được đúng không? Đúng rồi. Hoa nước thì không thể là gì được rồi. Được chưa? Còn bên trên này sabi thì đây là niôi này, niôi mùi quá, tức là để suốt cái đồ ăn sống ở chỗ trời nóng á, nên là nó bị hỏng, mùi bốc lên này nhé. Được chưa nhỉ? Phần này là phần khó nhất trong phần từ vựng đúng không? Cái quan trọng nhất là mình hiểu được cái ý nghĩa của nó này. Tiếp theo, từ này dễ rồi. Mê huệ là gì nhỉ? Cấp trên, được chưa? Mê huyện là cấp trên. Người bề trên cấp trên. Mê huyện là này. Nhưng là người bề trên cấp trên thì chúng ta đọc thôi, nhìn vào đọc. Trên mắt. Chắc chắn là bọn này muốn lừa mình ở trên mắt xem. Hay quá thật cô ạ. Nào làm đi à, không phải ngồi đấy mà khen. Làm câu này đúng thì cho tiền. Đây. Lại cho 500. 30 mà 30 thì mấy đây? Ba mươi sẽ là 4. 34. Không chưa? 33, 31, 30 chấm. Không có đáp án. Câu này thì bỏ trống à? Thế tiền bừa nào? Tiền bừa đi à? Bắt đầu xuất hiện rất nhiều đáp án số 1. Được. Đúng rồi, đáp án của chúng ta là đáp án số 1. Được chưa? Cấp trên mà. Người trên cấp trên. Ok. Được chưa? Bên kia cái ni sanka shita shain ga subete 10 người đặt ở đó đấy. Shinjin no watashi wa totemo kinchou shita. Được chưa nhỉ? Đó là gì đây? Người nhân viên tham gia cái buổi học này, buổi học đó thì tất cả đều là cấp trên. Còn một người mới như tôi thì họ thực rất là kinchou shita, rất là run đúng không? Đấy. Chốt đáp án số 1. Được chưa? Đáp án số 2 là gì đây? この商品で一番値段が高いの、もう入ってたよね。一番値段が高い商品はnhững sản phẩm mà giá cao nhất ở trong quán đó, thì xếp hết ở trên cái giá ở phía bên trong cùng quán, không để bên ngoài. Đấy nhỉ. Rồi sao bắn tim tung tóe này. Tiếp theo. Kokoshi đại sứ dịch sản tốt tới một yêu siêu đế sẽ gửi chủ hộ gặp nền đế. Đây là phải là không phải mê vậy mà tốt bụi này. Tốt bụi. Đứng đầu á, tốt á, đúng không? Ê, nhìn. Không sao. Cái gì này, hình như bị đơ máy. Tự nhiên trên màn hình của mình hiện một đống tim với cả đống like, không hiểu lý do vì sao. Trên Facebook hả? Thế á? Đấy chưa nhỉ? Nhìn đẹp nhỉ? Còn cái bên trên này Rip Panahito Rip Panahito, người tuyệt vời đấy. Thật sự anh ấy là một người tuyệt vời. Trẻ như thế mà anh Hito vẫn gì nhở đạt được cái tiền thưởng đó, đúng không? Rip Panahito đấy. Đóng động rồi. Chuyển sang câu tiếp theo em nhá. Hai câu nữa rồi. Ogesa tức là nói quá, làm quá cái gì đó. Đây thử tìm ra. Nó hai câu này sắp xong rồi, cố lên. Còn hai câu nữa thôi, chỉ còn hai câu. Mấy câu cuối mình để thầy Dũng chiến đấu mọi người. Mấy giờ rồi? 38 mà không một tiếng. Còn 2 tiếng rồi. Hôm nay kỷ lục nhỉ, mình like gần 2 tiếng đồng hồ. Tiếng 40 phút đấy nhỉ. Em bấm tim này thì nào đâu rồi? Chả hiểu sao trên mất đi thì... hai câu này đáp án 4 4 4 3 1 2 2 gì đây? Đáp án của chúng ta một hai ba bốn kiểu gì có câu đúng. Đáp án của chúng ta 4 bởi vì Oge-san thì yêu được nhé. Nói quá đấy các bạn, đi bao giờ đi kèm con này luôn. À đây tổ bạn chi ra các tổ Oge-san thì yêu rồi đấy. Số năm các bạn xin tin ai không phải yêu. Để đấy đừng có tin nó làm gì cả, được chưa hả? Còn thành tích của câu này là O ha mà thành tích thì là được nâng cao lên thì sẽ là O ha bà được nhé. Ohaba. Ogesa chỉ dùng muốn nói quá này nhỉ? Ừ, Ogesa nói quá nên là có từ yêu đây. Được chưa? Ok. Còn hai câu trên này. Cái này sẽ là dai vự này. Dai vự. Há. Amatte shimatta. Như đây. Musuko no tanzoubi ni wa ryori wo tsukuri sugite shimai. Dai vự. Amatte shimatta. Amatte tức là dư, là thừa đúng không? Thừa quá là nhiều. Bởi vì tôi đã nấu quá là nhiều món ăn trong ngày sinh nhật của đứa con trai của mình. Các bạn ấy dùng từ nói bốc phét ấy. Hay. Được. Bốc phét hay. Tiếp. Tenkizo ni yoru to asta wa kyoyori daibu. Không lại là daibu. Đấy. Daibu kyo ga sagaru rashi. Đó. Dường như là kyo là khí hậu sẽ giảm khá là nhiều hơn so với ngày hôm nay. Đúng rồi, các bạn nhớ từ này. Oge-san như là gì? Bốc phét được nói quá lên. Oge-san như Ogana à rồi, Iwanai đấy nhé. Đúng rồi. Đấy, tiếp theo câu cuối cùng. Câu này cũng là câu cố lên. Trời ơi, câu cuối cùng của chúng ta đến rồi. Tôi cho mọi người đọc câu này, không đọc được câu này thì chết. Nếu mà không đọc hàng gì à? Đó, đọc không? Sao lại nói? Đọc comment của em đi cô. Đây cô đọc rồi đây Dương. Hansê này. Hansê là cảnh tỉnh, xem lại mình đi đúng không? Hansê shite kudasai. Hansê shite. Bạn là Hangai à? Hangai là cái gì đây? Đáp án 2 kìa, tí đáp án 2 kìa. Hansê đâu rồi? Đáp án xuống ấy. Hanno. Hangai kìa. Em quên rồi. Đến đọc mà không đọc được. Quá là chán luôn ạ. Hansê là cảnh tỉnh xem lại mình đúng không? Ừ đúng. Kiểu rồi là xin lỗi ạ. Nhìn lại đi hay nhìn lại. Có một lần dạy này rồi mà nhỉ? Ừ. Xem kiểm lại điểm này. Đúng rồi, kiểm điểm lại bản thân mình cũng đúng rồi. Ừ. Hansê bưng là viết bản kiểm điểm đúng không? Ừ. Hắn Sevin của Kakinasai này. Hai cô ấy dạy con đúng không? Hai cô đúng không? Đáp án 2 đúng không kìa? Đúng. Ok. Đó chúng ta là số 2. Số 2 đúng rồi. Bởi vì sao? Trong cái kế hoạch lần này đúng không? Watashi no Zumbi Busoku de, tức là do sự chuẩn bị thiếu sót của tôi nên là gì nhỉ? Đã làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nên là tôi thực sự tôi rất là cảm thấy Nhật Tiểu Đồng chắc chắn đáp án 3 rồi thầy ơi. Tôi rất là gì nhỉ? Tôi rất là tự cảm thấy kiểm điểm lại mình. À tôi rất là kiểm điểm mình nghe cái việc. Tôi cảm thấy hối cải hay là tôi thế nào chỉ có hối cải đúng không? Tự nhiên nó trong từ tột tế bố ở đây vô duyên nhỉ? Không, tôi gì nhỉ? Là... tôi thật sự lại là gì nhỉ? Tôi hối cải. Rất là mình đã làm phiền đến mọi người xung quanh. Ừ. Đúng không? Hối cải việc mình đã làm phiền đến những người xung quanh do sự thiếu chuẩn bị. Tức là nhìn nhận lại những cái sai sót của bản thân mình nhá mọi người nhá. Đúng được rồi. Chưa? Cô không đọc được comment của em à? Trời ơi em ơi một ngày có số 1 thì là gì? Thôi để cho thầy dùng chữ nốt nhá. Wasure được này, wasure te này, wasure te. Shimai. Quên hết đi. Do lo lắng bây giờ tôi quên hết nên là chả nhớ ra được cái gì cả. Được chưa? Còn cái câu này là gì? Kurikaeshite. Lặp lại. Nhắc lại. Mấy ông già nói chuyện cứ lặp đi lặp lại những cái gì nhỉ? Những cái kỷ niệm của mình ấy. Được chưa? Còn câu này. Saisho kara renshu. Kono kikai no tsukaikata o wasurenai you ni. Để chúng ta không quên cái cách sử dụng của cái máy móc này thì chúng ta hãy luyện tập được đấy. Bỏ từ trên này lên siêu. Chúng ta hãy luyện tập lại từ đầu một lần nữa nhá. Ví dụ máy quay camera chẳng hạn. Đúng không? Ok. Dòng dạng quay lại. Đây. Đấy, em quay đi. Đây. Rồi. Xong rồi. Xong rồi, mọi người ơi, xong rồi. Đừng xoay. Rồi. Sao nó bảng ấy nhỉ? Anh cầm đi. Anh cầm ra. Mọi người ơi, xong rồi. Mệt không? Chúng ta đã xong ngày hôm nay. Hơn 1 tiếng đồng hồ. Và bây giờ chỉ còn có 600 mạng. Lúc đầu là bao nhiêu? 1.800 lúc nhiều nhất đúng không anh? Ừ. Trận đấu bóng đá rất là đông. Trận đấu bóng đá này nó có tầm khoảng 30.000 người đã xem clip này rồi. Cứ vào ngó tí gọi già, vào ngó tí gọi già. Mọi người mệt chưa? Dạo này thầy béo thế. Thầy á? Thầy vẫn 6 cân thôi. Dạo này mặt nó béo lên một tí, còn chân nó teo đi. Chân em mới teo đi chứ. Rồi thôi còn hơn 600 bạn gửi lời chúc ngủ ngon nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo. Hôm nay em mệt rồi, hôm nay hào hứng quá solo mất cả N3 lẫn N2 đâm ra. Tối mai có clip của Dũng Mori dạy chim sẻ đi nắng học tiếng Nhật. Các bạn nhớ đón xem. Theo dõi nhá. Ok. Rồi, thôi bye bye mọi người, em mệt quá. Bye bye. Đi về ăn cơm. Đói quá, về nhà ăn cơm món gì không? Có. Hôm nay có món gì đây? Hôm nay có vịt ong xấu. Vịt ong xấu với gì? Với cả canh xương. Canh xương. Ngon quá. Về ăn cơm thôi, chắc là hôm nay sẽ ăn được 3 bát đấy. Bye mọi người nha. Bye bye. Bye bye.